Anh chàng này đang sử dụng chú thuật lên người một cô gái xinh. Sở dĩ anh phải làm vậy vì cô gái kia chính là yêu quái sống dựa vào cách hút hết tinh khí của đàn ông. Khi mở mắt ra thì cô ta đã được mang đến nơi chiến trường. Vì không thể diệt được yêu quái nên anh đành phải trói lại để cô ta sám hối từ từ. Thì ra anh còn một danh phận khác, chính là ám minh thần tử, người một mình có thể tiêu diệt hàng vạn đại quân và cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ. Hiện tại anh đang ở trong tù vì năm xưa anh đã phải chịu gánh tội thay cho tên em trai của vợ. Giờ đây anh trở lại thì cô ta lại lật mặt, không muốn nhận người quen với anh. Cô ta cùng cha của cô đã sỉ nhục anh khiến người căm phẫn. Sau đây hãy cùng tôi xem cách anh ấy khiến những kẻ xấu kia phải lãnh hậu quả mà chúng xứng phải nhận nhé. Anh giai, đừng đi vội mà. Chồng em không ở nhà. Tới đây đi. Nếu cô đã muốn chơi thì phải chơi kích thích một chút. Anh xấu xa thật, em rất thích. Mau tới đi, dù tôi có xấu tới mức nào cũng không bằng loại yêu tinh sống dựa vào việc hút tinh khí của đàn ông như cô được. Mặt trời ra từ quét sạch điểm xấu ảo ảnh phá. Á, thả tôi ra. Đây là đâu? Vô gian hắc ngục. Anh phá ảo cảnh vô thượng của tôi. Anh đã được phá thần cảnh. Rốt cuộc anh là ai? Bọn họ đều gọi tôi là ám minh thần tử. Thả tôi ra. Á, bái kiến thần tử. Chẳng lẽ anh lại là người trấn thủ vô gian hắc ngục suốt 5 năm, cả ba giới bắt tay nhau cũng không thể đánh bại được ám minh thần tử? Một lũ nhãi nhép, tôi khua tay là có thể tiêu diệt. Còn về cô, cứ yên tâm, ở địa ngục không có ánh sáng này. Sám hối về tội lỗi của mình đi. Thả tôi ra. Á, tôi không phục. Thần tử, người đứng sau vụ lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới đã bị bắt lại. Chỉ là không biết tài sản nghìn tỷ của hắn nên xử lý như thế nào. Hôm nay là hết hạn 5 năm tù của tôi. Tinh Lang cũng đã chờ tôi 5 năm. Tôi đã nợ cô ấy quá nhiều. Tài sản nghìn tỷ này để cho cô ấy kế thừa, coi như là quà tôi tặng cho cô ấy. Cũng đã tới lúc tôi phải quay về rồi. Cung tiễn thần tử bãi nhiệm về quê. Tinh Lan, mẹ nuôi, 5 năm rồi, cuối cùng con cũng được về thăm mọi người rồi. Cung tiễn thần tử ra tù. Xin ân nhân hãy kết hôn với tôi. Cô là ai? Tôi là Vân Phi Tuyết của nhà họ Vân ở Dung Thành. Ông nội tôi là Vân Hạo Hùng đã bảo tôi tới tìm anh. Hóa ra ông Vân là ông nội của cô à? Không sai. 5 năm trước ông nội tôi vào tù, suýt nữa đã chết ở trong đó. Lúc đó anh là bạn tù của ông, vẫn luôn bảo vệ che chở cho ông. Vậy nên ông nội bảo tôi tới lấy thân báo đáp ơn cứu mạng năm đó của anh. Nếu anh ký vào tờ hôn thú này, tài sản chục tỷ của nhà họ Vân đều sẽ thuộc về anh. Chuyện trong tù thì nên kết thúc trong tù. Bây giờ tôi đã quay về, tất nhiên là phải bỏ những chuyện lúc trước ra phía sau. Huống hồ cũng chỉ có chục tỷ, còn không xứng lọt vào mắt tôi. Thật ngại quá Diệp tiên sinh, đắc tội rồi. Tâm nguyện của ông nội tôi buộc phải hoàn thành. Đưa đi. Cô Vân, mong cô đừng bám theo tôi nữa. Tôi sợ vợ tôi hiểu lầm. Ấy, làm gì thế? Tập đoàn Tinh Vũ là nơi cậu có thể tùy tiện bước vào được sao? Tôi tới tìm vợ tôi. Vợ cậu? Vợ cậu là nhân viên quét dọn ngoài cửa, hay là trà bồ xí ở trong này? Ra ngoài đi. Tổng giám đốc cao cấp của tập đoàn Tinh Vũ. Sếp cố tới. Chào sếp cố, vợ. Nhìn cái gì thế? Hả, không cần làm việc nữa à? Diệp Hạo Thiên, tên tù nhân mới ra tù như anh chạy tới tập đoàn Tinh Vũ làm gì? Anh muốn Tinh Lan mất mặt sao? Sao lại đánh tôi? Tôi tới tìm vợ mình thì sao? Vợ ư? Tinh Lan, cô chưa nói với anh ta sao? Tinh Lan, sao thế? Em có chuyện gì muốn nói với anh? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta ly hôn đi. Tinh Lan, em nói gì thế? Anh không nghe rõ. Anh không nghe rõ à? Tinh Lan muốn ly hôn với anh đó. Tinh Lan, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chờ anh ra tù, chúng ta sẽ bắt đầu lại, không phải sao? Anh cũng nói rồi đó. Đó là 5 năm trước. Bây giờ Thượng Kinh truyền tin tới Tinh Lan sắp lấy được quyền thừa kế khối tài sản lên tới nghìn tỷ. Một tên tội phạm mới ra tù như anh có xứng với cô ấy không? Tinh Lan, vì cái này nên em mới ly hôn với anh sao? Vậy em có biết tài sản nghìn tỷ đó là ai cho em không? Ai cho tôi ư?
Tất nhiên là do sự cố gắng nhiều năm của tôi, cộng thêm việc được sếp lớn ở Thượng Kinh đánh giá cao rồi. Anh đã ở trong tù 5 năm, kiến thức cũng không theo kịp thời. Dựa vào đâu mà đòi làm chồng của Cố Tinh Lan tôi chứ? Vậy là em sắp trở thành tổng giám đốc có tài sản hơn 1000 tỷ, một bước lên mây, là anh không xứng với em, đúng nhưng không? Nhưng mà, 5 năm trước anh vào tù. Rốt cuộc là vì ai? Tên nào dám tới tập đoàn tinh thần của tôi gây chuyện? Bố. Diệp Hạo Thiên, anh ra tù rồi ư? Tinh Lan, con và Hạo Thiên có chuyện gì thế? Bố. Tinh Lan, đột nhiên cô ấy nói muốn ly hôn với con. Tinh Lan, con làm vậy là không đúng rồi. Chuyện ly hôn này, cho người đi giải quyết là được rồi. Lôi lôi kéo kéo với loại người này còn ra thể thống gì nữa? Bố, đừng gọi tôi là bố, cũng không xem lại mình có thân phận gì đi. Mau ký vào đơn ly hôn cho tôi, nếu không, tôi sẽ khiến cậu không sống nổi ở Long Thành nữa. Đúng đó, một tên ăn hại đã ngồi tù 5 năm như anh, sau khi ra ngoài mà vẫn muốn làm anh rể của tôi ư, anh xứng sao? Được, nhà họ Cố các người bắt tay nhau, muốn đá tôi đi đúng không? Cố Tinh Lan, cô đừng quên, 5 năm trước là em trai cô uống say đâm phải người khác, là tôi ngồi tù thay nó. Ăn nói linh tinh, năm đó là cậu lái xe đâm người khác, cậu đã nhận tội rồi. Bây giờ còn dám nói là ngồi tù thay Tiểu Phong. Cậu có nhân chứng không? Có vật chứng không? Diệp Hạo Thiên, cơm tù có ngon không? Nói ra tôi còn phải cảm ơn anh, 5 năm nay may mà có anh, tôi ở ngoài này sống sung sướng lắm. Ha ha ha, được rồi Vũ Phong. Chuyện lúc trước là nhà họ Cố có lỗi với anh. Trong thẻ này có 5 triệu đi, anh nhận lấy đi, coi như là bồi thường của tôi. Tiền của nhà họ Cố các người, tôi ngại bẩn. Này, nếu cô đã muốn ly hôn như vậy, thì tôi sẽ ký tên. Hạo Thiên, không được ký. Không được ký, Hạo Thiên con không thể ly hôn được. Không thể ly hôn, Hạo Thiên, con không được ly hôn. Mẹ nuôi, chân của mẹ làm sao vậy? Không sao, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, ngoài ý muốn. Đây căn bản không phải sự cố ngoài ý muốn. Diệp Hạo Thiên, cậu vẫn không biết đúng không? Năm đó cậu vừa vào tù, kẻ thù của nhà họ Diệp đã tìm tới chúng tôi. Mẹ nuôi cậu vì cưu mang cậu nên bị bọn họ đánh gãy chân. Tín Hồng, tôi nói không đúng sao? Mẹ nuôi, không sao, con xin lỗi mẹ, đều tại con. Diệp Hạo Thiên, con xin thề, từ nay về sau sẽ bảo vệ cho mẹ, tuyệt đối không để mẹ chịu một chút ấm ức nào. Bảo vệ? Anh bảo vệ bằng cái gì? Bằng việc giao hàng, chạy vặt của anh đó sao? Anh đã hại mẹ tôi như vậy rồi, tôi cầu xin anh đừng làm liên lụy nhà họ Cố nữa, có được không? Đúng đó, Diệp Hạo Thiên, anh mau ký tên đi, đừng hòng ăn bám Tinh Lan nữa. Nếu anh ra ngoài đường xin ăn, có lẽ tôi còn không coi thường anh như này. Tinh Lan, nếu con còn coi mẹ là mẹ, thì đừng ly hôn với Hạo Thiên nữa. Hạo Thiên đã ngồi tù 5 năm vì Tiểu Phong rồi. Ở Dung Thành không thân không thích, cũng không tìm được việc. Tinh Lan, nếu con ly hôn với nó sống kiểu gì đây? Tinh Lan, mẹ. Mẹ nuôi. Mẹ không cần nói nữa. Nếu cô ấy đã muốn ly hôn, thì cứ ly thôi. Không, Hạo Thiên, đừng mà. Mẹ nuôi. Hôn nhân chỉ dựa vào một người chống đỡ thì không kéo dài được lâu đâu. Hạo Thiên, chờ chút. Chờ chút. Hạ thiếu gia, sao anh lại tới đây? Tinh Lan, hợp đồng ly hôn đó của em có vấn đề, anh đã bảo luật sư riêng của anh làm lại một bản khác. Hạ thiếu gia đúng là suy nghĩ thấu đáo. Tên kia, đọc xong rồi ký tên đi. Sau khi ly hôn, đằng trai tay trắng rời khỏi nhà, không được lấy bất cứ thứ gì. Hơn nữa còn phải trả 2 triệu tệ tiền sinh hoạt phí ở nhà họ Cố 3 năm nay. Nhà họ Cố mấy người muốn tuyệt tình như vậy thật sao? Thằng ăn hại, cậu làm chậm trễ 3 năm thanh xuân của Tinh Lan nhà tôi, còn ăn trực uống trực ở nhà họ Cố 3 năm, chỉ bảo cậu trả 2 triệu tệ. Đó đã hời cho cậu lắm rồi. Tín Hồng, sao mấy người có thể làm vậy? Mấy người bảo Hạo Thiên đào 2 triệu ở đâu ra đây? Tôi không cần biết. Không có tiền thì có thể đi bán máu, bán thận, dù thế nào thì nó cũng phải trả tiền cho chúng tôi. Tới giờ bà vẫn còn bảo vệ cho nó à? Nếu bà còn dám bênh nó một thì câu, cút khỏi nhà họ Cố luôn đi. Ông, im ngủ.
Cố Tinh Lan, nếu cô thật sự muốn làm vậy, thì quyền thừa kế tài sản 1.000 tỷ, tôi cũng sẽ thu hồi lại. Cái gì? Ý anh là quyền thừa kế tài sản 1.000 tỷ là anh cho Tinh Lan sao? Ha ha ha, bố, bố nghe thấy hắn nói gì chưa? Đây đúng là chuyện cười nực cười nhất mà con từng nghe. Cái đồ vô dụng nhà cậu, có phải cậu ngồi tù nhiều nên úng não rồi không? Cậu có biết 1.000 tỷ là con số như thế nào không? Đó là số tiền mà cậu có gom cả đời này, đời sau và đời sau sau nữa cũng không thể gom đủ. Diệp Hạo Thiên, đủ rồi đó. 2 triệu tôi không bắt anh đền đâu, anh có thể đừng nói dối nữa được không? Chỉ khiến tôi cảm thấy ly hôn với anh là quyết định đúng đắn nhất tôi từng làm. Cô Tinh Lan, cô có thể động não suy nghĩ chút được không? Cô chỉ là một tổng giám đốc nhỏ bé ở Dung Thành. Cô có quen biết với gia tộc ở Thượng Kinh không? Sao quyền thừa kế 1.000 tỷ lại rơi xuống đầu cô được? Ê hèn, chuyện tới nước này tôi không cũng giấu nữa. Hợp đồng thừa kế 1.000 tỷ của Tinh Lan là do tôi cho đó. Hợp đồng thừa kế 1.000 tỷ của Tinh Lan là do tôi cho đó. Hạ thiếu gia, ý của cậu là cậu đã giúp Tinh Lan lấy được quyền thừa kế khối tài sản này đúng không? Không sai, tôi đã huy động tất cả mối quan hệ của nhà họ Hạ, hỏi thăm hết các gia tộc đứng đầu Thượng Kinh, nhờ vậy mới giúp Tinh Lan lấy được hợp đồng thừa kế 1.000 tỷ. Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói ra, nhưng tôi thật sự không nhìn nổi cái tên vô dụng như cậu nhận vơ như vậy. Tinh Lan, em đừng để tên này lừa. Như vậy mới hợp lý chứ. Cả Dung Thành cũng chỉ có Hạ thiếu gia mới có thực lực đó, có thể quen biết với gia tộc hàng đầu ở Thượng Kinh. Cảm ơn anh nhé Hạ thiếu gia. Ấy, không sao, vì em, tất cả đều xứng đáng. Này tên kia, đã nghe thấy chưa? Quyền kế thừa tài sản 1.000 tỷ là công lao của Hạ thiếu gia. Lần sau trước khi chém gió thì hãy chuẩn bị kỹ càng đi. Còn nói là do cậu giúp Tinh Lan có được quyền thừa kế nữa chứ. Tôi khinh. Ấy, bác trai, bác cũng đừng trách anh ta. Dù sao thì chỉ cần anh ta nhận vơ công lao về mình là có thể níu kéo được Tinh Lan mà. Cháu thấy anh ta cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Hạ Giang, anh chắc chắn quyền thừa kế 1.000 tỷ là do anh lấy được sao? Chà, sao thế? Không phải tôi, chẳng lẽ là tên tội phạm ngồi tù 5 năm như anh sao? Diệp Hạo Thiên, anh điên rồi sao? Diệp Hạo Thiên, sao anh có thể đánh người? Cho dù người ta vạch trần anh cũng không thể thành quá hóa giận được. Cố Tinh Lan, cô thà tin tưởng quyền thừa kế là do hắn cho cô, cũng không chịu tin tôi đúng không? Thằng chó, mày dám đánh tao. Mày có biết chọc giận nhà họ Hạ sẽ có kết cục như nào không? Diệp Hạo Thiên, tôi làm chuyện gì? Chưa bao giờ hối hận. Đã dọn sạch dưới đất, đã có thể hạ cánh. Mày, Phó Phán Nhi tới. Anh Hạo Thiên, thật ngại quá, trực thăng chữ thiên số 1 của nhà em bị hỏng rồi, đành phải ngồi cái bé hơn. Anh dùng tạm nhé. Được lắm Diệp Hạo Thiên, lúc nãy còn giả vờ si tình, thế mà bây giờ lại ôm ấp với người phụ nữ khác. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Kéo ra ngoài, và miệng 100 cái. Á, đi. Tinh Lan, cứu tôi với. Hạ thiếu gia, cứu tôi với. Nếu ai dám ngăn cản, vả luôn cho tôi. Diệp Hạo Thiên, cậu tìm đâu ra người phụ nữ dở dở ương ương này vậy? Dựa vào đâu mà cô ta dám to tiếng ở tập đoàn Tinh Vũ của tôi? Bố, làm gì có người phụ nữ nào coi trọng anh ta chứ? Theo con thấy, anh ta thấy chị con đòi ly hôn, nên mới tìm một đám diễn viên tới để cứu cánh. Còn trực thăng chữ thiên số 1 chứ, ai mà không biết đó là trực thăng chuyên dụng của công chúa và quốc vương chứ? Lần sau chém gió thì làm ơn tìm hiểu trước đi. Thứ mà tôi nhìn thấy hàng ngày trong mắt mấy người lại là chém gió. Thôi thôi, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay tôi tới đây là để đón anh Hạo Thiên ra tù. Anh Hạo Thiên, chúng ta đi thôi. Chờ đã. Diệp Hạo Thiên, nếu anh đã có người phụ nữ khác, vậy còn do dự điều gì? Mau ký tên vào đơn ly hôn đi. Cố Tinh Lan, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô thật sự muốn ly hôn sao? Không sai. Chúng ta đã sớm không còn là người của một thế giới. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, đã không hợp với nhau nữa rồi. Được. Đúng là khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Nhưng khoảng cách này là giữa cô với tôi. Hạo Thiên, mẹ nuôi. Mẹ đừng lo cho con.
tôi nói cho mấy người biết. Mấy người sẽ được gặp lại tôi sớm thôi. Tới lúc đó, tôi sẽ khiến mấy người biết tôi là tồn tại mà mấy người khao khát tới mức nào. Anh Hạo Thiên. Alo. Cái gì, thần tử ra tù rồi ư? Cái gì, thần tử? Chính là người đã trấn thủ vô gian hắc ngục nhiều năm, khiến cả tam giới đều phải đầu hàng đó sao? Ngay cả cao thủ số một võ giới ở trước mặt ngài ấy cũng phải cúi đầu. Không sai, chính là ngài ấy, nghe nói thần tử còn tới Dung Thành, xem ra Dung Thành sắp không thái bình rồi. Ấy ấy, anh Hạo Thiên, anh chờ em với. Bố em cứ muốn em đi đón thần tử gì đó. À đúng rồi, anh ta còn ở trung tù với anh đó. Không biết cái tên thần tử nát đó có gì tốt, sao mà bằng anh Hạo Thiên của em được chứ? Hay là như này, em đuổi hắn đi, sau đó đưa anh tới nhà hàng 7 sao mà cậu em mới mở để ăn một bữa, có được không? Không cần đi nữa, anh ta đã đi rồi. Anh gặp anh ta rồi sao? Trông anh ta thế nào, có đẹp trai không? Ấy, anh đi đâu thế? Phượng Vũ, công bố tin tức. Tối nay tôi sẽ đích thân tới đại hội thừa kế tài sản. Ngoài ra hãy liên lạc với nhà thiết kế giỏi nhất ở Paris cho tôi trong vòng 10 phút. Tôi muốn một bộ lễ phục xa hoa nhất, độc nhất vô nhị trên thế giới. Cố Tinh Lan, tối nay cô sẽ hiểu. Lựa chọn ngày hôm nay của cô ngu xuẩn tới mức nào? Phi Tuyết, đã tìm được ân nhân của ông chưa? Tìm được rồi hả? Nhưng ông nội à, anh ấy đã kết hôn rồi, từ chối lời cầu hôn của cháu. Xem ra trước khi ông qua đời, không được nhìn thấy cháu gả cho ân nhân để báo ơn thay ông rồi. Tiểu thư. Cái gì, Diệp tiên sinh ly hôn rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi còn nhận được tin, tối nay cậu ấy sẽ tới khách sạn Cẩm Tú tham gia đại hội thừa kế nghìn tỷ. Được, mau giúp tôi chuẩn bị xin lễ trang trọng nhất, lập tức tới khách sạn Cẩm Tú. Vâng. Chúc mừng Cố tiểu thư đã lấy được quyền thừa kế nghìn tỷ. Nhà họ Cố sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Dung Thành chúng ta. Sau này Cố tiểu thư phải giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn đó. Chắc chắn rồi. Ha ha, nghe nói tối nay nhân vật đã trao quyền thừa kế cho Cố tiểu thư cũng tới đây đó. Đúng vậy, cũng không biết là vị nào mà có ánh mắt tinh tường như vậy, coi trọng Tinh Lan nhà chúng tôi. Lát nữa phải cảm ơn ngài ấy thật cẩn thận mới được. Ha ha ha. Cũng không biết người đó trông như nào nữa. Lát nữa gặp là biết rồi, theo tôi thấy chắc chắn là người ta đã thích cô rồi. Chờ cô gả cho gia tộc lớn ở Thượng Kinh, tương lai sẽ vô cùng sáng lạn. Ấy, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Người của cả Dung Thành đều đã ở đây chờ vị kia xuất hiện. Sao ngài ấy vẫn chưa tới vậy, Hạ thiếu gia? Nghe nói người đó vì mối quan hệ với anh nên mới giao quyền thừa kế cho Tinh Lan. Chắc chắn là anh có cách liên lạc với người đó đúng không? Hay là anh gọi điện thử xem, đó chỉ là mình bịa ra thôi. Mình làm gì có số điện thoại của ai chứ? Chuyện này à, vị ở Thượng Kinh đó, ngày trăm công nghìn việc, vô cùng bận rộn. Tôi chỉ có thể nói, chúng ta hãy chờ thêm chút nữa, nói không chừng ngài ấy sắp tới rồi, khách quý Thượng Kinh tới. Hạo Thiên. Mẹ nuôi, thằng ăn hạnh, đây là thằng đỏ dành cho sếp lớn ở Thượng Kinh, không phải là thứ cậu có thể dẫm lên, còn không mau cút xuống đi. Diệp Hạo Thiên, anh tới đây làm gì? Anh có biết đây là đâu không? Tất nhiên là tôi biết rồi. Không phải là đại hội kế thừa tài sản nghìn tỷ của tổng giám đốc Cố sao? Huống hồ, tài sản nghìn tỷ mà cô có được, còn là tôi cho cô. Các vị có nghe thấy gì không? Một tên ăn bám nhà họ Cố bao năm nay, một tên tội phạm vừa ngồi tù 5 năm. Thế mà hắn lại nói khối tài sản nghìn tỷ này là do hắn mà có. Ha ha ha. Một tên tội phạm mà cũng dám nói mình có tài sản hơn nghìn tỷ ư? Cậu ngồi tù tới mức phát điên rồi phải không? Đúng là nực cười. Cố tiểu thư, sao lúc trước cô lại lấy tên ăn hại này? Diệp Hạo Thiên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Không phải anh muốn tiền sao? 5 triệu anh chê ít đúng không? Được. Tờ chi phiếu trống này, anh điền thoải mái. Muốn lấy bao nhiêu điền bấy nhiêu, điền xong thì cút đi. Thứ tôi muốn. Cô không cho nổi. Hôm nay tôi tới đây là để thu hồi lại khối tài sản nghìn tỷ. Hừ, cái tên ăn hại này vẫn còn giả vờ à? Nghìn tỷ này liên quan quái gì tới mày chứ? Mặc được bộ vest lên người, tưởng mình là người rồi đó hả?
Tao nói cho mày biết. Rác rưởi. Cho dù gói ghém đẹp tới đâu thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Đúng đó. Ai ai cũng biết tài sản nghìn tỷ này là công lao của Hạ thiếu gia. Nhân vật lớn ở Thượng Kinh sắp tới rồi. Biết điều thì mau cút đi cho tôi. Nếu không tới lúc đó anh muốn chết cũng không có chỗ mà chết đâu. Diệp Hạo Thiên, anh mau đi đi. Chờ lát nữa vị kia tôi cũng không bảo vệ nổi anh coi đâu. Như tôi cầu xin anh đó. Cố Tinh Lan, cô đừng ra vẻ là suy nghĩ thay cho tôi nữa. Cô chỉ đang sợ tôi phá hỏng buổi thừa kế của cô thôi chứ gì. Đáng tiếc, tôi đã không còn là cậu con rể mặc cho nhà họ Cố các người chà đạp của năm xưa nữa rồi. Nếu tôi đã cho cô tiền tài vô tận, khiến cô tự cao tự mãn cho mình là tài giỏi, thì tôi đành phải lấy lại nó. Hủy bỏ quyền thừa kế của Cố Tinh Lan. Tiên sinh, ngài chắc chứ? Hủy bỏ quyền thừa kế của Cố Tinh Lan. Tiên sinh, ngài chắc chứ? Chắc chắn. Đồ chó này, mày diễn tới nghiện rồi đúng không? Cho mày diễn này. Đừng, á. Mẹ, mẹ, mẹ nuôi. Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Mẹ nuôi, mẹ nuôi. Hạo Thiên, mẹ biết con ấm ức, nhưng hôm nay khác ngày thường. Con mau đi đi. Đắc tội với nhân vật lớn ở thôn. Con sẽ chết chắc. Con mau đi đi, con mau đi đi. Hạo Thiên, mau đi đi. Đứng lại. Cậu tưởng đây là chỗ nào, mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dám gây sự ở lễ thừa kế tài sản. Nghìn tỷ của nhà họ Cố tôi, hôm nay tôi không xử lý cậu, thì cậu không biết sự lợi hại của nhà họ Cố tôi đâu. Đánh, Tín Hồng, Tín Hồng. Ông tha cho Hạo Thiên đi, dù gì nó cũng từng là con rể ông. Im ngay, đã lúc này rồi, bà vẫn bênh nó. Bà làm mất mặt tôi. Tôi nói cho bà biết, bà còn dám nhiều lời nữa. Tôi đánh luôn cả bà. Á. Thiên Kim nhà họ Vân, gia tộc năm đời nhất phẩm, ở Dung Thành. Chủ tịch toàn cầu tập đoàn Kim Huy, cô Vân Phi Tuyết đến. Đây là Thiên Kim nhà họ Vân ở Dung Thành, chủ tịch toàn cầu của ngân hàng Kim Huy. Cô Vân Phi Tuyết mà, sao cô ấy lại đến đây, còn mang theo bao nhiêu là quà? Đó là vì nhà họ Hạ tôi và nhà họ Vân có quan hệ thân thiết. Chắc chắn cô Vân nể mặt nhà tôi, đặc biệt tới đây để góp vui với Tinh Lan. Hóa ra là vậy. Hạ thiếu gia có quyền lực to lớn quá. Cô Vân còn nhớ tôi không? Tôi là Hạ Giang của nhà họ Hạ. Không biết. Cút ra. Cái gì? Cô Hạ không phải do Hạ thiếu gia mời đến, vậy sao cô ấy lại tới đây? Anh Diệp, tôi nghe nói anh đã ly hôn nên vội vàng tới đây. Xin anh hãy kết hôn với tôi. Tôi không nhìn nhầm chứ? Cô Vân lại đi cầu hôn. Diệp Hạo Thiên, sao có thể chứ? Cô Vân điên rồi sao? Ngà voi đeo khắc ký Châu Nhị Long, triệu tống trị giá 50 triệu. Á, san hô lửa nguyên thủy ở biển Baltic trị giá 150 triệu. Ôi, còn có cái kia, cây tiền tài bách bảo, nạm vàng trong cung, càn long trị giá 270 triệu. Cả cái kia nữa, cái kia nữa. Ôi, thứ nào cũng vô giá. Anh Diệp, đây là sinh lễ trị giá 1 tỷ. 1 tỷ còn lại đã chuyển vào tài khoản của anh. Tôi nói rồi, tôi sẽ không kết hôn với cô. Cô đi đi. Anh Diệp, nhà họ Vân chúng tôi rất có thành ý. Tôi còn một món quà nữa sắp đến rồi, xin anh xem xong hãng quyết định. Cái gì? Sinh lễ 2 tỷ này vẫn chưa đủ, vẫn còn quà. Chủ tịch toàn cầu của Vân Đình Thiên Cung, vạn gia hảo đến. Cô Vân, cậu Diệp, chìa khóa và giấy tờ biệt thự Vân Đình Thiên Cung 80.000 m² đã được mang đến. Vân Đình Thiên Cung, đó là khu người giàu có giá đắt đỏ nhất toàn cầu mà. Tôi đã mua lại 50 căn biệt thự Vân Đình Thiên Cung rộng 80.000 m² cho anh. Anh có thể chọn bất cứ căn nào làm nhà tân hôn của chúng ta. Chỗ còn lại bất kể dùng để đầu tư hay là giao bán, tùy anh quyết định. Vân Đình Thiên Cung 1 m² cũng phải 1 triệu, cho dù dùng để đầu tư lợi nhuận mỗi ngày cũng phải 30 triệu. Tôi nói rồi, tôi sẽ không cưới cô. Tôi cho cô 3 giây, lập tức biến mất khỏi mắt tôi. Anh Diệp, xin anh hãy suy nghĩ lại. Cô Vân, sao cô phải cầu xin tên vô dụng này chứ? Anh Diệp là ân nhân của nhà họ Vân tôi, anh dám chửi anh ấy là đồ là đang chửi nhà họ Vân tôi đừng ngủ, không có mắt nhìn người. Cô Vân, Hạ thiếu gia không gạt cô đâu, tôi có thể làm chứng. Diệp Hạo Thiên chỉ là tên tội phạm mới ra tù, Tinh Lan mới ly hôn với anh ta, sao anh ta có thể là ân nhân của cô chứ? Cố Tinh Lan ly hôn với anh Diệp là vì cô ta không có mắt nhìn, các người chửi anh ấy là đồ vô dụng đó là các người có mắt không chồng. Cô Vân, tôi nể mặt nhà họ Vân cô, mới kính nể cô vài phần, nhưng cô đừng có quá đáng. Cô coi tên vô dụng này là bảo bối, hạ thấp chúng tôi. Nếu tên vô dụng này tài giỏi như thế, tại sao không thể giúp Tinh Lan giành được quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ? Cô Vân, chắc chắn cô đã nhìn nhầm người. Diệp Hạo Thiên chỉ là một tên vô dụng, là Hạ thiếu gia giúp chúng tôi giành được quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ, cậu ấy giỏi hơn tên vô dụng này nhiều. Hạ Giang của nhà họ Hạ đúng chứ? Tôi hỏi anh, quyền thừa kế nghìn tỷ thật sự là anh giành được à? Cô Vân, cô nói vậy là có ý gì? Lần này nhà họ Vân tôi là ban tổ chức lễ thừa kế nghìn tỷ ở Dung Thành, tôi nghe nói quyền thừa kế nghìn tỷ do cấp trên cao hơn cả tứ đại gia tộc ở Thượng Kinh quyết định. Nhưng theo như tôi biết, địa vị của nhà họ Hạ ở Thượng Kinh cũng chỉ đạt đến mức tứ đại gia tộc. Xin hỏi, anh giúp lấy được quyền thừa kế như thế nào? Chuyện này, cái gì? Cao hơn cả tứ đại gia tộc. Vậy rốt cuộc là ai? Nhị thiếu gia nhà họ Cung ở Thượng Kinh, Cung Sở Kiệt đến.
Sao anh ta lại đến đây? Sao Cung thiếu gia lại đến Dung Thành? Tôi biết rồi. Nhà họ Cung là một trong hai thế gia ở Thượng Kinh, được quốc thống phong tặng huân chương trọn đời, là sự tồn tại cao hơn cả tứ đại gia tộc. Vậy nên quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ chắc chắn là Cung thiếu gia tặng cho Tinh Lan. Không ngờ người phụ nữ của Cung sở kế tôi lại cầu hôn tên khác ngay trước mặt tôi. Đúng là không coi nhà họ Cung tôi ra gì mà. Thứ nhất, tôi đã đơn phương hủy bỏ hôn ước hồi nhỏ của chúng ta. Thứ hai, Cung Sở Kiệt anh còn thiếu phụ nữ hay gì? Ha 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 ha. Vậy thì tùy cô. Dù sao Cung Sở Kiệt tôi cũng có đầy phụ nữ. Cung thiếu gia, anh còn nhớ tôi lần trước ở buổi tiệc Thượng Kinh, chúng ta từng có duyên gặp nhau. Tôi còn chúc rượu anh. Có chút ấn tượng, Tinh Lan. Hạ thiếu gia quen Cung thiếu gia kìa. Tôi thấy quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ của cô chắc là Hạ thiếu gia thuyết phục Cung thiếu gia cho cô. Bất luận thế nào, mình cũng phải khiến họ tưởng rằng mình quen biết Cung thiếu gia, không được để lộ. Người đẹp này là... À, tôi xin giới thiệu, đây là cố Tinh Lan, con gái tôi. Chào đi con, Cung thiếu gia không ngờ ở Dung Thành lại có người đẹp thế này. Cảm ơn Cung thiếu gia đã trao quyền thừa kế nghìn tỷ cho tôi nhất định sẽ nỗ lực, không phụ lại sự kỳ vọng của anh. Cái gì? Quyền thừa kế nghìn tỷ? Chuyện gì thế? Quyền thừa kế nghìn tỷ không phải do Cung thiếu gia cho, vậy thì là ai? Cung thiếu gia, quyền thừa kế nghìn tỷ không phải là anh trao cho tôi à? Ha 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 ha. Nhà họ Cung tôi gần đây đúng là có kế hoạch đầu tư. Chỉ cần tối nay cô ở bên tôi, nghìn tỷ nhỏ bé không phải chuyện khó gì với nhà họ Cung tôi. Cung thiếu gia, anh đừng làm vậy, được Cung thiếu gia để mắt là may mắn của cô. Cô đừng có không biết điều. Cung thiếu gia, mau giúp Tinh Lan đi. Được Cung thiếu gia để mắt cũng là may mắn của cô ấy. Giúp cái gì mà giúp? Diệp Thiên Hạo, người phụ nữ trước mặt đã không còn là vợ mày, mày đâu cần nổi giận vì cô ta. Tín Hồng, ông mau giúp Tinh Lan đi. Tôi giúp kiểu gì đây? Đắc tội với nhà họ Cung, rất có thể nhà họ cô ta sẽ bị diệt tộc. Nói đi cũng phải nói lại. Cung thiếu gia, để mắt đến Tinh Lan nhà ta, bà nên vui mới phải. Nếu Tinh Lan có thể gả vào nhà họ Cung, cộng thêm tài sản nghìn tỷ kia, nhà họ Cố chúng ta có thể trở thành gia tộc hàng đầu ở Đại Hạ. Cô Tín Hồng, nó là con gái ông đấy, ông không giúp thì tôi giúp. Cô, Cung thiếu gia, xin cậu đừng làm vậy. Cung thiếu gia, Cung thiếu gia, mẹ nuôi, mẹ không sao chứ? Diệp Hạo Thiên, cậu dám đánh Cung thiếu gia? Cậu muốn hại chết chúng tôi à? Một con sâu thôi mà, tôi đánh thì sao? Diệp Hạo Thiên, anh gây sự đủ chưa? Anh cũng không xem Cung thiếu gia là ai, nhà họ Cung có thế lực gì, anh làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ. Cố Tinh Lan, tên xúc sinh này vừa đánh mẹ cô đấy. Vậy thì sao? Đó cũng là chuyện của nhà tôi. Diệp Hạo Thiên, chúng ta ly hôn rồi, anh có tư cách gì, có lập trường gì để quản tôi? Được. Cố Tinh Lan, cô dùng bỏ bản thân trở thành đồ chơi của hắn, tôi không quản được. Nhưng hắn ức hiếp mẹ nuôi tôi. Diệp Thiên Hạo, tôi không nuốt trôi cục tức này. 5 năm rồi anh vẫn làm việc bốc đồng như xưa, anh suy nghĩ cho người khác đi chứ. Tôi không muốn nói nhiều với anh mau xin lỗi Cung thiếu gia đi, mau lên. Nếu tôi nói không thì sao? Được, được lắm. Mày phải chết. Tất cả các người đều phải chết. Tất cả các người đều phải chết. Cung thiếu gia, tất cả đều là do một mình Diệp Hạo Thiên gây ra, không liên quan gì đến chúng tôi. Không liên quan đến chúng tôi, phải đó Cung thiếu gia, không liên quan đến chúng tôi, đều tại anh ta, đều là do Diệp Hạo Thiên gây ra, không liên quan gì đến chúng tôi. Không chỉ hắn phải chết, mà tất cả các người đều phải chết chung, đều phải chết chung. Triệu tập 500 tông sư đến Dung Thành, mau lên. Tông sư? Chính là tông sư có thể một địch 500, đây những 500 người. Cung thiếu gia, ôi tiêu rồi, xem ra toàn bộ Dung Thành sắp trở thành chiến trường đẫm máu. Tên vô dụng kia, mau khấu đầu xin lỗi Cung thiếu gia đi. Muốn chết cũng đừng lôi bọn tao vào. Hạo Thiên, con mau xin lỗi. Không thì không kịp nữa, nghe lời đi con. Mẹ nuôi, mẹ yên tâm, 500 tông sư nhỏ bé không là gì với con đâu. Diệp Hạo Thiên, giờ là lúc nào rồi? Anh vẫn còn nói khoác. Anh có biết lòng hư vinh của anh sẽ hại chết chúng tôi không hả? Tôi nói cho cô biết, Cố Tinh Lan, đây là lần cuối cùng cô đánh tôi. Các người toán là một đám có mắt không tròng. Tôi cũng không cần sống cuộc sống người bình thường giống các người nữa. Phó Phán Nhi, triệu tập 100.000 tông sư. Ha 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 ha. Hắn nói gì cơ? 100.000 tông sư? Danh con, não mày bị chó tha mất rồi hả? Mày có biết cả thế giới này chỉ có 800 tông sư không?
nhà họ Cung tao đã có 500 người. 100.000 tông sư, mày nói. Đến trong giấc mơ của mày à? Anh có biết Phó Phá Nhi là con gái quốc thống công chúa nước Đại Hạ không? Anh gọi một cuộc đã bảo cô ấy làm việc giúp anh. Tưởng anh là ai? Cung thiếu gia, tôi đã nói tên này thần kinh không bình thường mà. Hắn ngồi tù đến ngu người rồi. Sao anh ấy dám nói mình có thể gọi đến 100.000 tông sư chứ? Lẽ nào anh ấy còn có thân phận khác? Điều tra giúp tôi. Nhân vật lớn ở Thượng Kinh trao quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ, rốt cuộc là ai? Danh con. Nể tình hôm nay mày kể một câu chuyện rất buồn cười, khiến tao thấy vui. Tao sẽ tha cho họ. Đứng dậy hết đi. Cảm ơn cung thiếu gia. Tao phải xem. 500 tông sư của tao đến. Giết chết mày. 100.000 tông sư của mày. Có đến cứu mày không? Diệp Hạo Thiên, tôi xin anh, mau kết thúc trò cười này đi. Đừng nói dối nữa được không? Đầu tiên nói mình có quyền thừa kế nghìn rồi lại nói mình có 100.000 tông sư, lẽ nào anh không biết? Nói dối nhiều sẽ bị vạch trần. Bao nhiêu người đang nhìn đây này, nếu cô chưa từng tin tưởng tôi, cô có tư cách gì để phán xét tôi? Tin anh. Anh tự nhìn lại, từ đầu đến chân mình đi, có gì đáng để tôi tin tưởng? Tôi tin anh Diệp. Nhà họ Vân tôi nhận được tin tức xác thực, nhân vật lớn trao quyền thừa kế nghìn tỷ chính là anh Diệp. Cái gì? Là hắn. Cô Vân, cô nhầm lẫn phải không? Tên vô dụng này. Lục cả người, cũng chẳng có nổi 500 tệ, hắn làm gì có tài sản nghìn tỷ chứ? Tin tức của nhà họ Vân tôi, chính xác tuyệt đối, Vân Phi Tuyết. Ai chẳng biết, cô với tên vô dụng này cặp kè nhau, cho dù cô muốn bảo vệ hắn, cũng không cần bị lời, nói dối hoang đường như thế. Phải đó cô Vân, cô tưởng chúng tôi là kẻ ngốc, dễ gạt hay gì? Cô Vân, nếu tên này giỏi như thế, thì 100.000 tông sư của hắn đâu? Sao giờ, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Thiếu gia, 500 tông sư đã đến cửa, sẵn sàng đợi lệnh. Ha 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 ha. Công chúa, đã tập hợp xong 100.000 tông sư, đến khách sạn Cẩm Tú. Vâng. Danh con, nghe thấy chưa? Giờ tao cho mày cơ hội. Quỳ xuống, gọi ông. Tao vẫn có thể tha cho cái mạng chó của mày. Không thì, tao mà hạ lệnh 500 tông sư đến đây, tao sẽ khiến mày sống dở, chết dở. Tôi cũng cho anh cơ hội. Giờ anh gọi đi. Được lắm, danh con. Mày muốn chết, mày tự tìm cái chết mà. Người đâu, cung thiếu gia, đừng mà, đừng mà. Tôi xin cậu, hãy tha cho Hạo Thiên. Tôi xin cậu, tôi xin cúi lại cậu. Cung thiếu gia, mẹ nuôi. Hạo Thiên, mẹ xin con, xin tôi à? Danh con, nhìn thấy chưa? Mẹ nuôi mày đang quỳ xuống xin tao. Ha 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 ha, á. Cung thiếu gia, thả tao ra. Hạo Thiên, con mau dừng con tay lại. Con không muốn sống nữa à? Mau dừng tay lại. Hạo Thiên, con mau chạy đi. Mau chạy đi, Hạo Thiên. Diệp Hạo Thiên, anh xem anh đang làm gì đi. Anh phạm lỗi, còn bắt mẹ tôi quỳ xuống, dọn bãi chiến trường cho anh. Vừa nãy anh nói gì? Anh nói anh quyền có thừa kế nghìn tỷ. Anh nói anh có 100.000 tông sư gì đó. Anh mà giỏi thế thì lấy ra đi. Anh lấy ra đi chứ. Danh con, tao đã mất sạch kiên nhẫn rồi. Người đâu? Gọi 500 tông sư bên ngoài vào. Hôm nay tao phải xuống đao giết người. Anh Hạo Thiên, 100.000 tông sư đã tập hợp đủ. Công, công chúa Đại Hạ, đây là cô gái ban nãy mà. Lẽ nào cô ta là công chúa Đại Hạ? Công chúa, lần đầu gặp mặt, quỳ xuống. Anh Hạo Thiên, em dẫn người đến cho anh rồi, chuyện anh đồng ý cưới em, không được mất lời nhé. Anh đồng ý cưới em khi nào? Em mặc kệ, em nói có là có. Đợi em giải quyết xong bọn họ, chúng ta sẽ đi kết hôn. Là anh bắt nạt anh Hạo Thiên đúng chứ? Á, công chúa, tôi không biết hắn là người của cô. Ai ngờ hắn thật sự gọi 100.000 tông sư qua đây. Á, anh nói trên đời chỉ có 800 tông sư, đó là vì tầm mắt và quyền lực của các người chỉ thấy được từng đó thôi. Bổn công chúa không chỉ có 100.000 tông sư thôi đâu. Hả? Không chỉ 100.000 tông sư, nhà họ Cung tôi đúng là thiển cận. Người đâu, lôi hắn ra đánh một những kẻ đồng lõa khác cũng phải chịu phạt hết. Xin công chúa tha mạng. Tôi sai rồi, công chúa. Bố, Diệp Hạo Thiên, quen với công chúa Đại Hạ thật sao? Chẳng lẽ hắn không phải đồ vô dụng? Nếu đúng là vậy, nhà họ Cố chúng ta đã bỏ lỡ một đứa con rể quý. Lẽ nào quyền thừa kế nghìn tỷ đúng là Diệp Hạo Thiên cho mình? Chuyện này là thế nào? Sao bây giờ? Người phụ trách lại gọi cho mình. Alo, chào anh. Cái gì? Nhân vật lớn đến nơi rồi sao? Chị ơi, ý chị là nhân vật lớn đến nơi rồi và đang ở đây sao? Không sai, thử là biết mà. Anh Hạo Thiên, máy bay đang đợi ở bên ngoài, chúng ta đi kết hôn thôi. Ấy, anh nói rồi,
Anh chỉ coi em là em gái thôi. Em gái gì chứ? Em coi anh là đối tượng kết hôn, còn anh chỉ coi em là em gái. Em hỏi anh lần cuối, anh quyết định không kết hôn với em à? Ừ. Công chúa, cô quen biết với Hạo Thiên, còn dẫn 100.000 tông sư đến ủng hộ cậu ấy. Quan hệ giữa hai người không bình thường nhỉ? Tôi không quen anh ta. Hừ, ai bảo anh không kết hôn với em? Em không ủng hộ anh nữa đâu. Phải, tôi nhận nhầm người. Tôi không hề quen biết với người tên là Diệp Hạo Thiên gì đó. Tôi đi trước đây, các người cứ thoải mái. Đi. Tránh ra. Siêu nhân vật lớn xuất hiện. Siêu nhân vật lớn xuất hiện. Bố, bố đang làm gì thế? Còn làm gì nữa? Con biết tại sao nhân vật lớn mãi không chịu xuất hiện không? Là chê nhà họ cô ta chưa đủ thành ý. Con không mau quỳ xuống, mời nhân vật lớn xuất hiện. Bố nói đúng, con cũng quỳ. Siêu nhân vật lớn xuất hiện. Siêu nhân vật lớn xuất hiện. Siêu nhân vật lớn xuất hiện. Một đám ngu như bò. Nhân vật lớn các người nhắc đến đang đứng trước mặt các người lại coi như không thấy, đúng là nực cười. Hắn sao? Tôi nhổ vào, công chúa đã nói không quen biết hắn, hắn còn chẳng có tư cách xách dép cho nhân vật lớn. Diệp Hạo Thiên, hoặc là giờ cậu quỳ xuống cùng chúng tôi đón nhân vật lớn, hoặc là cút ra ngoài, đừng có ở đây cản chúng tôi đón ngài ấy. Tôi lại muốn xem rốt cuộc nhân vật lớn này có đến hay không. Anh Diệp, anh nói xem, nhân vật lớn mà họ nói mãi không xuất hiện có phải là vì thành ý của họ chưa đủ hay không? Cô nói cũng có lý. Á, Diệp Hạo Thiên, anh làm gì thế? Rộ rường thế này cũng đòi đưa lên bàn tiệc, giống như nhà họ Cố các người, kẻ nào cũng định bợ, gió chiều nào xoay chiều ấy, không xứng để gặp tôi. Đây là rượu La Phai trị giá 80 triệu, trên thế giới chỉ có một chai, được chuẩn bị cho nhân vật lớn. Giờ anh đánh vỡ nó, lát nữa nhân vật lớn đến. Anh gánh nổi trách nhiệm không hả? 80 triệu, rượu 80 triệu còn không xứng để tôi rửa chân. Anh Diệp Hạo Thiên, nhiệm tình nghĩa trước đây, tôi khuyên anh mau đi đi, nhân vật lớn mà đến tôi không bảo vệ được anh đâu. Tình nghĩa giữa chúng ta có tình nghĩa gì để nói? Hôm nay tôi sẽ ở đây để xem rốt cuộc nhân vật lớn kia có đến hay không. Là nhân vật lớn, là nhân vật lớn đến. Diệp Hạo Thiên, lần này mày chết chắc rồi. Ông nội, tôi còn tưởng là nhân vật lớn chứ, hóa ra là lão gia nhà họ Vân, phí cả biểu cảm vừa rồi. Ân công, ông ơi, ông vẫn chưa khỏe, sao lại đến đây? Phi Tuyết, cậu Diệp, mau đi với chúng tôi. Nhân vật lớn đứng sau lễ thừa kế, nhìn tỷ hôm nay chúng ta không dây nổi đâu. Ông ơi, ông nói gì thế? Nhân vật lớn đó là anh Diệp mà. Tin tức ban đầu của nhà họ Vân có sai sót. Ông vừa nhận được tin, nhân vật lớn không phải cậu Diệp, mà là Ám Minh Thần Tử. Gì cơ? Thần Tử, chính là Ám Minh Thần Tử, dưới một người. Trên vạn người sao? Người giúp cô giành quyền thừa kế, nhìn tỷ lại là thần tử. Cô nói xem có phải thần tử thích cô không? Tôi đã nói mà, con gái tôi cũng là một trong tam đại mỹ nữ ở Dung Thành. Chỉ cần đi theo thần tử, trở thành thần tử phu nhân, tốt hơn gấp ngàn vạn lần tên vô dụng kia. Ha 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 ha. Chị, thần tử là thần tượng của chị còn gì. Giờ thần tử thích chị, đây là chuyện tốt. Nếu thần tử bằng lòng cưới chị bằng lòng đi theo anh ấy đến bạc đầu giang long, bên nhau trọn đời. Ai cũng có tư cách đó, duy chỉ có Cố Tinh Lan cô đã hết cơ hội từ lâu rồi. Diệp Hạo Thiên, đã đến nước này cậu vẫn nói khoác mà không biết ngượng. Vừa nãy cậu không nghe thấy à? Nhân vật lớn giúp Tinh Lan nhà tôi giành quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ, là thần tử. Hừ, chẳng lẽ cậu lại muốn nói cậu là Ám Minh Thần Tử? Ha 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 ha, cũng không ngu lắm. Không sai, tôi chính là Ám Minh Thần Tử. Cô nhìn chồng cũ của mình đi, vừa nghèo vừa ngu, lúc thì nói mình là nhân vật lớn gì đó, lúc thì nói mình là thần tử. Tiếp theo khéo lại nói mình là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ha 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 ha. Diệp Hạo Thiên, tôi nói cho anh biết, thần tử là người đàn ông anh dũng vô song, xứng với Cố Tinh Lan tôi. Còn anh là cái thá gì, lấy gì để so với ngài Cố Tinh Lan? Tôi ở bên cô 3 năm, giờ mới phát hiện ra cô là người phụ nữ ngu ngốc có mắt không tròng. Anh Diệp là người cô được phép đánh à? Nhà họ Vân tôi đã đồng ý chưa? Cậu Diệp, thần tử sắp đến rồi, mau đi với chúng tôi, với thực lực hiện giờ của nhà họ Vân vẫn có thể đảm bảo cậu an toàn. Hạo Thiên, con mau đi cùng. Người nhà cô Vân đi, con vừa mạo xưng thần tử lại phá hoại lễ thừa kế, lát nữa thần tử đến sẽ không tha cho con đâu. Muốn đi à? Cung Sở Kiệt, mày đi nổi không? Danh con, tao biết chuyện rồi, mày không có quan hệ gì với công chúa mà vẫn dám kêu căng thế này, hôm nay mày cứ chờ chết đi. Cung Sử Kiệt, rốt cuộc anh muốn làm gì? Im đi. Nhà họ Vân cô là nhân vật tầm cỡ ở Dung Thành, nhưng trước mặt nhà họ cung tôi chẳng là cái thá gì hết. Điều rồi,
nhà họ Cung cũng tham dự vào, nhà họ Vân tôi không bảo vệ được. Cậu Diệp nữa, người đâu? Khiêng ghế rồng tôi chuẩn bị cho thần tử. Vào đây. Mọi người có biết đó là gì không? Đó là ghế rồng tối cao điêu khắc bằng vàng ròng, ngọc thạch và mã não. Trị giá 1 tỷ. Cả thế giới chỉ có 1 chiếc. Là bảo tọa mà Ám Minh thần tử đời trước từng ngồi. Trước khi quy tiên, chỉ người có thân phận cao quý nhất mới có tư cách ngồi. Danh con, đừng nói tao không cho mày cơ hội. Giờ lên đây lau sạch ghế rồng, tao vẫn có thể cầu xin thần tử giúp mày, cho mày được toàn thây. Đồ vô dụng, còn ngây ra đó làm gì, lau đi chứ phải đó. Cũng chỉ có Cung thiếu gia độ lượng, vẫn cho anh cơ hội. Không thì lát nữa, thần tử đến, chết cũng không có chỗ chôn thân. Được. Nếu là tấm lòng của anh, thì tôi sẽ thỏa mãn anh, mau đi đi. Hả, cậu, mày dám ngồi lên ghế rồng, đứng dậy cho tao. Cung Sở Kiệt, tôi nhận tấm lòng của anh rồi. Ngồi trên cái ghế rồng này cũng khá thoải mái. Diệp Hạo Thiên, bảo tọa tối cao tặng cho thần tử, cậu cũng xứng để ngồi à? Mau cút xuống đây, đừng liên lụy chúng tôi, phải chết chung với cậu. Hạo Thiên, mau xuống đây đi con, muộn rồi. Cái ghế rồng này chỉ người có thực lực và danh vọng nhất đại hạ mới có tư cách ngồi. Người bình thường cho dù chỉ chạm nhẹ thôi cũng phải dùng máu tươi để tạ tội. Tên vô dụng kia lại dám ngồi lên ghế rồng, mau xuống đây, tự chặt đầu tạ tội đi. Ghế rồng chỉ khi tiếp xúc với máu tươi mới có thể làm dịu cơn thịnh nộ, nếu để thần tử biết, cả Dung Thành đều phải chết chung. Đều phải chết chung. Tên vô dụng kia, cậu gây ra họa lớn rồi, còn không mau tự sát để tạ tội đi, đừng làm liên lụy chúng tôi. Đúng vậy. Tên kia, hôm nay muốn hay không cũng phải chết. Tôi xin dùng máu mình thay Hạo Thiên. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Mẹ giúp anh ta còn chưa đủ hay gì? Mẹ muốn lo cho anh ta cả anh đời. Ta là người lớn, anh ta phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Tinh Lan, con cầu xin giúp Hạo Thiên đi. Tinh Lan, mẹ, con giúp anh ta còn chưa đủ hay gì, chưa nói đến việc anh ta 5 lần 7 lượt tự tìm cái chết, rồi còn đụng chạm đến thần tử, với lại bọn con đã ly hôn, anh ta làm không gì? Liên quan đến con. Mẹ, Tinh Lan, được, không liên quan đúng chứ? Cung Sở Kiệt, vừa nãy anh nói tôi không xứng ngồi ghế rồng này. Anh Diệp, nếu tôi không xứng ngồi ghế rồng này thì trong thiên hạ có ai xứng để ngồi? Á, à, cậu. Thằng khốn, mày điên rồi à? Dám lật đổ ghế rồng của thần tử. Hả, mày muốn khiến cả Dung Thành phải chết chung với mày à? Bố, chỉ hỏng cái ghế thôi mà, có nghiêm trọng đến vậy không? Con hiểu cái gì? Ghế rồng tối cao tượng trưng cho quyền lực cao nhất ở đại hạ. Bên trong ghế được đúc từ 129 thanh bảo kiếm, quy tụ anh linh của 92 tướng sĩ bảo vệ đại hạ, quốc thái dân an. Giờ đây bảo tọa đã bị phá hủy, vận mệnh quốc gia bị hủy hoại, sợ là ngoại tộc sẽ nhân cơ hội này nổi dậy, đại hạ sẽ diệt vong. Có tôi ở đây, đại hạ sẽ không diệt vong. Có anh ở đây, anh là cái thá gì? Lúc Ám Minh thần tử chiến đấu, anh dẫm trên chiến trường, anh đang làm gì? Ở trong tù, ăn cơm thừa cọ toilet, hay là bị người ta dẫm dưới chân, chẳng bằng một con chuột. Cố Tinh Lan, cô có biết, chỉ với những lời cô vừa nói, cô và nhà họ Cố sẽ chết không có chỗ chôn thân không? Nếu anh giỏi thế, thì cho tôi xem đi. Dù sao bây giờ ghế rồng đã bị hủy, chúng ta đều không sống được, còn gì để bận tâm. Cố Tinh Lan, tôi nhịn đủ rồi. Cô tưởng tôi không biết cáu à? Cáu? Cáu mà anh nói là gì? Là bao nhiêu năm qua chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết nói khoác à? Diệp Hạo Thiên, trong mắt tôi, anh chẳng bằng một con kiến. Được. Được lắm. Cố Tinh Lan, hy vọng cô không hối hận vì những lời cô vừa nói. Hủy bỏ lễ thừa kế tài sản 1000 tỷ. Ngay lập tức. Điện thoại của người phụ trách. Lẽ nào? Alo. Cái gì? Thần tử hủy bỏ quyền thừa kế tài sản 1000 tỷ của tôi. Diệp Hạo Thiên, lẽ nào thật sự là anh? Hạ thiếu gia, tên vô dụng này thật sự là thần tử sao? Không đời nào. Tuyệt đối không thể. À, tôi biết rồi, chắc chắn tên vô dụng này làm loạn lễ thừa kế, truyền đến tai thần tử. Thần tử nổi giận, mới hủy quyền thừa kế của Tinh Lan. Đúng vậy, chắc chắn là thế. Ban nãy người phụ trách, thần tử đang ở đây, chắc chắn ngài ấy đã thấy những gì vừa xảy ra đều tại tên vô dụng này. Diệp Hạo Thiên, anh phá hỏng lễ thừa kế của tôi, giờ thần tử đã hủy bỏ quyền thừa kế tài sản 1000 tỷ của tôi. Anh hài lòng rồi chứ? Anh hài lòng rồi chứ? Cố Tinh Lan,
Không ngờ đến nước này rồi, cô vẫn ngu dốt. Tôi đã thu lại quyền thừa kế, tài sản nghìn tỷ, chúng ta không ai nợ ai nữa. Danh con, đi đâu hả? Ha 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 ha, đây là tông sư võ lâm của đại hạ mà tao mời đến, Đông Phương Nghi đại sư. Hôm nay tao sẽ xét đầu mày, đi tạ tội với thần tử. Đông Phương Nghi, là Đông Phương Nghi được mệnh danh là ngũ tuyệt cuồng kiêu. Nghe nói ông ấy có võ công cao cường, công lực thâm hậu, đến trưởng môn của tứ đại môn phái cũng chết trong tay ông ấy. Vậy nên ông ấy mới vị trí tông sư võ lâm. Tông sư võ lâm, trong mắt tôi tông sư võ lâm chẳng là cái thá gì, muốn lấy đầu tôi phải xem ông có bản lĩnh đó không. Danh con, dám hống hách trước mặt tao, hôm nay tao không những lấy mạng này, tao còn phải cắt lưỡi mày ngâm rượu. Anh Diệp, không sao, vốn dĩ tôi có thể giết ông chỉ bằng một ngón tay, nhưng cỡ ông chưa xứng để đấu với tôi. Mày, đến cả tứ đại trưởng môn ở thần cảnh lúc xưa cũng chết trong tay ông ta, nên ông ta mới ngồi vững ngôi vị võ lâm tông sư, võ đạo tông sư. Trong mắt tôi chẳng là cái thá gì cả, muốn lấy đầu tôi phải xem ông có bản lĩnh lấy không. Thằng Danh, mày dám ngông cuồng trước mặt tao, hôm nay tao không chỉ lấy mạng mày, tao còn cắt lưỡi mày để ngâm rượu. Diệp tiên sinh, không sao, vốn dĩ tôi chỉ dùng một ngón tay đã kết liễu được ông, nhưng hạng như ông chưa xứng đấu với tôi. Mày, tôi đã tới Dung Thành 3 phút, mau tới khách sạn Cẩm Tú. Thiếu gia, là ngài thật à, ngài về rồi à? Được được, tôi tới ngay. Ha ha ha, xếp tưởng dự án đất 800 triệu ở thành Phượng Hoàng đã thuận lợi thúc tiến, thông báo nhà họ Diệp lập tức tới khách sạn Cẩm Tú đón thiếu gia. Được. Alo, thiếu chủ về rồi. Thiếu gia về rồi à? Thái âm hoa cái, địa hộ thiên môn. Hoàn hồn. Cảm ơn thần y, cảm ơn thần y. Thiếu chủ về rồi, mau tới khách sạn Cẩm Tú. Chuẩn bị xe, tới khách sạn Cẩm Tú, mau. Phế vật, đã hết 3 phút rồi. Người của mày đâu, chắc là gọi taxi, trên đường tới bị kẹt xe chưa tới kịp ấy. Cung thiếu gia, nghe tới nhà họ Cung, còn cả danh hiệu của Đông Phương đại sư, ai dám tới nữa, chắc là sợ vấp chân chạy rồi. Anh mau bảo Đông Phương đại sư ra tay, diệt trừ thằng phế vật này đi. Đông Phương đại sư, hôm nay giao nó cho ông đấy. Lát nữa cắt lưỡi nó ra, xem nó có còn dám ăn nói tào lao nữa không. Chịu chết đi. Tài thần đại hạ Tưởng Thiên Nhất tới, Xuất Hải Nhất Đao, Hạ Uyên tới, Vô Lượng Thần Y, Quý Bách Thu, bái kiến thiếu gia. Bái kiến thiếu gia. Chuyện gì đây? Sao Diệp Hạo Thiên lại mời được nhiều nhân vật tới vậy? Với cả vừa nãy họ gọi Diệp Hạo Thiên là thiếu gia, lẽ nào đều là diễn viên do thằng phế vật này mời tới? Mày là cái thá gì, xứng để nghi ngờ thiếu gia bọn tao hả? Có tin tao cho nhà họ Cố mày phá sản ngay không? Hứ, ông dám đánh tôi, lẽ nào ông không biết tôi là ấy? Đừng ra tay. Dám đánh con trai tôi, tôi nói cho ông biết, nhà họ Cố tôi không ăn chay đâu. Ồn ào. Diệp Hạo Thiên, rốt cuộc anh là ai? Các người chỉ biết tôi họ Diệp, chứ không biết tôi là người của nhà họ Diệp ở Thượng Kinh. Mẹ nuôi, cảm ơn mẹ vì bảo vệ con mà đã giấu thân phận giúp con bao năm qua. Nhưng con không còn là Diệp Hạo Thiên năm xưa nữa, thù diệt môn của nhà họ Diệp năm đó con sẽ tra rõ, để đám người kia phải trả nợ máu. Ha, một tên dư nghiệt nhà họ Diệp cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi. Bây giờ tao sẽ tiễn mày đi bán muối, đi gặp bố mẹ đã chết của mày, Đông Phương Nghĩa. Hứ, mày gọi tới một lũ kiến hôi, cũng chỉ vậy mà thôi. Chịu chết đi. Sao có thể? Đông Phương đại sư. Đông Phương đại sư. Chó chết, đừng. Đừng giết tôi. Tôi có thể nói cho cậu một bí mật. Năm đó nhà họ Diệp cậu bị diệt, nhà họ Cung chỉ là một trong những chủ mưu thôi. Nói tiếp. Tôi nói đây. Năm đó nhà họ Cung phái tôi giết chết bố mẹ cậu. Ông ta nói nhà họ Diệp cậu trên dưới có hơn 100 mạng người, đều là nghiệp báo. Tôi cũng phụng lệnh hành sự thôi. Tôi đã nói hết rồi, cậu có thể tha cho tôi không? Kẻ hại tôi tan cửa nát nhà, sao để ông lại trên đời được? Á, giết người rồi. Mày làm gì? Mày đừng qua đây, nhà họ Cung. Diệp Hạo Thiên tao thề ở đây, tao sẽ dùng máu của cả nhà mày để tế bái hơn 100 linh hồn trên trời của nhà họ Diệp tao.
chỉ dựa vào mày à? Nếu là 5 năm trước, nhà họ Diệp của mày còn có thể chiến với nhà tao. Bây giờ, nhà họ Diệp của mày đã bị Diệp, mày lấy gì đấu với tao? Đúng rồi, mày chưa biết nhỉ? Năm đó, lúc Diệp nhà họ Diệp mày, tao cũng ở đó. Con mẹ chết dẫm của mày, khóc lóc cầu xin bố tao, để ông ấy tha cho mày, nhưng cũng là tao. Cầm đao chém chết mẹ mày, bà ta tắt thở luôn. Mày chán sống. Á, thả tao ra. Diệp Hạo Thiên, anh mau thả Cung thiếu gia. Diệp Hạo Thiên, gia chủ nhà họ Cung Thượng Kinh. Cung Thế Chiêu tới. Sao gia chủ nhà họ Cung cũng tới, xem ra lớn chuyện rồi đây. Bố, cứu con. Thằng nhãi danh, mau thả con tao ra. Cung Thế Chiêu đúng không? Các người còn nợ nhà họ Diệp tôi hơn 100 mạng người, tôi đang đợi các người trả đây. Ha ha ha. Thứ Cung Thế Chiêu tao có được, bất kỳ ai cũng đừng hòng bảo tao trả. Thằng danh, nhà họ Diệp mày bị diệt. Chỉ trách nhà họ Diệp mày cây cao bóng cả, tự chuốc lấy mà thôi. Tao khuyên mày nên nhanh chóng thả con tao ra, sau lưng nhà họ Cung tao là thần tử. Mày không chọc nổi đâu. Thần tử? Đúng vậy. Ám Minh thần tử đại diện cho tập đoàn tài chính đại hạ, tương lai sẽ tới đầu tư phát triển Vân Châu. Mà nhà họ Cung tao đã có được cơ hội đầu tiên được hợp tác với thần tử. Điều này đủ để chứng minh thần tử xem trọng nhà họ Cung tao thế nào. Đến lúc đó, đạt được hợp tác, thần tử sẽ vì lợi ích mà chiếu cố nhà họ Cung tao. Nhà họ Cung trở thành gia tộc đứng đầu đại hạ là điều trong tầm tay. Trước đó bảo Phượng Vũ đầu tư phát triển Vân Thành, cần phải tìm gia tộc thay thế hợp tác, không ngờ cô ta lại chọn nhà họ Cung. Vừa hay, mình sẽ chơi với nhà họ Cung. Cung Thế Chiêu, Diệp Hạo Thiên tôi hôm nay nói thẳng, 3 ngày sau, nhà họ Cung của ông sẽ phải trả giá vì chuyện năm xưa. Nhưng trong 3 ngày này, các ông có thể dùng hết mọi nguồn lực để bảo vệ bản thân, nhưng cũng vô ích thôi. Vì tôi sẽ giết sạch từng người một của nhà họ Cung ông. Dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, cũng giết không tha. Ba ngày sau, tao chống mắt chờ xem, kẻ chết là nhà họ Cung tao, hay là Diệp Hạo Thiên mày. Bố, thằng danh này ngông vậy, bố dạy dỗ nó cho con đi. Không được. 3 ngày sau, là ngày ký kết hợp đồng của nhà họ Cung mình với thần tử. Trước đó, con ngoan ngoãn, đừng gây chuyện cho bố. Ký xong hợp đồng, mọi chuyện đâu vào đó, thì bố sẽ dạy dỗ nó. Bố không sao chứ? Không sao, bị lão già kia đánh vào họng, bố sẽ khỏe nhanh thôi. Chị, đều tại thằng phế vật Diệp Hạo Thiên, bây giờ thần tử hủy bỏ quyền thừa kế 1000 tỷ của chị, làm sao giờ? Đừng vội, bố có cách. Alo, nghe ngóng được chưa? Được, tôi biết rồi. Được. Bố, sao vậy ạ? Bố đã nghe ngóng được hành tung của thần tử rồi, lần này thần tử đến Vân Châu, sống ở biệt thự số 1 Kim Thế Hào Đình, con tìm cơ hội tới bái kiến ngài ấy, cầu xin ngài ấy, nói không chừng ngài ấy sẽ cho con quyền thừa kế 1000 tỷ lại. Nhưng bố, chắc bây giờ thần tử đang giận vì con đã phá hoại quyền thừa kế 1000 tỷ, bây giờ con tới tìm, chắc là ngài ấy không muốn gặp con gái. Đâu? Con phải nghĩ thế này, Diệp Hạo Thiên kia, nó không chỉ phá hoại Long Tọa, còn mạo danh thần tử. Theo lý mà nói, tất cả người ở đây đều phải chịu tội cùng cậu ta. Nhưng thần tử chỉ thu hồi lại quyền thừa kế 1000 tỷ, rồi tha bổng cho chúng ta. Vì sao? Chắc chắn là do nể mặt con, nên mới làm vậy. Chị, em nghĩ bố nói đúng, chắc chắn thần tử có ý với chị. Chị tới cầu xin, chắc chắn ngài ấy sẽ tha thứ cho chị. Ừm, vậy lát con đi tìm ngài ấy nói rõ. Bái kiến thiếu gia, chú quý, mọi người đứng lên đi. Thiếu gia, tôi biết chắc chắn cậu vẫn còn sống. Mấy năm nay cậu đi đâu, chuyện này nói ra dài lắm. Sau này tôi sẽ nói với mọi người. Trước mặt chuyện quan trọng nhất là tìm ra hung thủ thật sự đứng sau giết hại nhà họ Diệp chúng ta năm đó. Tôi cảm thấy nhà họ Cung không phải là hung thủ duy nhất. Cố Tinh Lan cầu kiến thần tử đại nhân. Thần tử đại nhân, chúng tôi tới chuộc tội, mong thần tử hãy ra gặp chúng tôi. Thần tử? Đúng, ông vẫn chưa biết nhỉ, nghe nói thần tử đã tới Dung Thành. Lẽ nào Ám Minh thần tử cũng sống gần đây? Nếu lúc còn sống tôi được gặp thần tử một lần, thì tôi chết cũng không hối tiếc. Chú quý, mọi người lui xuống trước đi. Dạ. Mong thần tử hãy ra gặp chúng tôi. Xin hãy gặp bọn tôi. Đứng lại, Tinh Lan. Có phải thần tử đã giận chúng ta rồi không? Ngài ấy sẽ không cho người bắt chúng ta lại chứ?
Tinh Lan, hay là chúng ta về trước đi, được không? Từ từ tính lại. Được, đi thôi. Các cô tìm tôi có việc gì? Thần tử đại nhân. Bái kiến thần tử đại nhân. Đứng lên đi. Vì sao trông thần tử đại nhân lại cảm thấy quen thuộc thế này? Chắc chắn là nhầm rồi. Thần tử đại nhân, chuyện hôm nay chúng tôi không cố ý đâu. Là chồng cũ của tôi, anh ta không cam tâm ly hôn với tôi nên mới phá hoại lễ kế thừa, mong thần tử đại nhân thứ tội. Cố Tinh Lan, chuyện đến hôm nay cô vẫn cảm thấy tôi đang bám víu cô. Được cười, thế tôi chơi với cô vậy. Người đâu, bắt họ lại cho tôi. Thần tử đại nhân, đừng. Thần tử, tha mạng. Thần tử đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Thần tử đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Bẩm cáo thần tử, không phát hiện vũ khí. Cô, tôi vừa tới Dung Thành. Chuyện gì cũng cần cẩn thận. Chuyện hôm nay tôi không trách cô. Cô về đi. Thần tử đại nhân, ngài tha thứ cho tôi rồi à? Thế quyền thừa kế 1000 tỷ của Tinh Lan, để xem tâm trạng tôi thế nào. Thần tử đại nhân, 3 ngày sau là đại thọ 80 của ông nội tôi, sẽ tổ chức tiệc ở trong viên nhà họ Cố. Nếu thần tử đại nhân có thể tới, nhà họ Cố tôi nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo để chuộc tội. Biết rồi. Các cô lui đi. Dạ, cảm ơn thần tử đại nhân. Mình ở rể 3 năm ở nhà họ Cố, ngoài mẹ nuôi đối xử tốt với mình nhất thì là lão gia nhà họ Cố rồi, cũng nên tới cảm ơn đàng hoàng. Bảo Phượng Vũ chuẩn bị một phần quà lớn cho tôi. Ha ha ha, ế, ông nội con tới rồi. Ông nội. Ông đi chậm thôi. Ấy, bố. Đã chuẩn bị xong rồi. Ha ha, được. Ấy, Tinh Lan, con có chắc là hôm nay thần tử đại nhân sẽ tới tham gia tiệc mừng thọ của ông nội con không đấy? Thần tử đại nhân đã nhận thiệp mời của con, cũng đã hứa sẽ tới rồi. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thần tử đại nhân có thể đích thân tới tiệc mừng thọ của ông, đời này của ông chắc cũng nhắm mắt rồi. Ha ha ha, ông nội, ông nói gì vậy? Ha ha ha, nhưng sao thần tử đại nhân vẫn chưa tới nhỉ? Hạo Thiên, mẹ nuôi, thằng phế vật như cậu tới làm gì? Diệp Hạo Thiên, anh tới đây làm gì? Anh phá lễ kế thừa của tôi chưa đủ, giờ tới phá tiệc mừng thọ của ông nội tôi à? Tôi tới để chúc thọ ông nội. Huống hồ là cô đích thân mời tôi tới đấy. Được cười, tôi mời anh hồi nào? Diệp Hạo Thiên, mời anh đi cho. Đúng đấy, chúc thọ ông nội tao, mày xứng không? Diệp Hạo Thiên, bây giờ mày không còn là người nhà họ Cố nữa, mày không có tư cách chúc thọ ông tao. Cút lẹ đi. Im miệng. Chuyện gì đây? Hạo Thiên ra ngục sao không ai nói cho ông biết? Ông nội, tiệc mừng thọ của ông sắp tới, bọn cháu sợ tên tù tội này làm ảnh hưởng tâm trạng của ông, không may mắn mà. Mày có chút lương tâm nào không? Hạo Thiên vì mày mới phải ngồi tù đấy. Huống hồ Hạo Thiên là chồng Tinh Lan. Các đứa sao có thể đối xử với Hạo Thiên vậy được? Bố, bọn con vẫn chưa kịp nói cho bố biết, Tinh Lan với Hạo Thiên hai đứa nó đã ly hôn rồi. Cái gì? Ly hôn rồi? Bố, là họ bắt ép Hạo Thiên với Tinh Lan ly hôn đó. Im miệng. Bố, bố cũng biết thái độ của bọn nhỏ đối với việc hôn nhân là thế nào mà. Kết hôn rồi ly hôn là chuyện cơm bữa, chúng ta không quản được. Không được. Bố nói không được ly hôn là không được. Quà mừng tới. Nhiều quà mừng vậy, ít nhất cũng phải cả 100 triệu. À, xin lỗi, cho tôi hỏi chút. Quà mừng này là ai bảo các cô đưa tới đây? Chúng tôi cũng không biết, có một người thần bí bảo chúng tôi đưa đến đây. À, à, thế để bên kia hết. Tinh Lan, không phải là quà của thần tử tặng chứ? Mình đã dặn Phượng Vũ, quà mừng cho ông nội ít nhất phải 100 triệu. Chắc cái này không phải do cô ấy cho người đưa tới. Ha ha ha. Lần trước lễ kế thừa bị thằng khốn Diệp Hạo Thiên kia phá hỏng, không chiếm được chút lợi nào chỗ Cố Tinh Lan. Hôm nay chỉ cần tặng chiếc nhẫn giá trị 5 triệu này, lấy lòng Cố lão gia, thì Cố Tinh Lan là vật trong túi của mình rồi. Đây là quà ai tặng vậy? Giàu thế, Hạ thiếu gia. Ha ha ha, cậu tới rồi à? Ha ha ha. Ồ, chẳng lẽ số quà này là do cậu tặng? À, đúng vậy, chính là tôi tặng. Cảm ơn, cảm ơn. Ấy, mau, mời vào. Nào nào, mời mời. Mời vào trong. Cô lão gia, sao ạ? Ông có thích quà cháu tặng không? Cảm ơn ý tốt của Hạ thiếu gia, nhưng quà tặng quý giá thế này tôi nhận không nổi. Cậu cầm về đi. Bố, bố nói gì vậy? Tao nói sao? Mày nói cho tao biết Hạo Thiên với Tinh Lan ly hôn có phải vì cậu ta không? Hạo Thiên với Tinh Lan ly hôn có phải vì cậu ta không?
Bố, đừng gọi tao là bố, vì chút lợi ích trước mắt mà mày tự tiện hủy hôn ước. Sau này nhà họ Cố còn mặt mũi nào mà đứng ở Dung Thành nữa? Mày mất mặt được. Còn tao thì không. Cô lão gia, Tinh Lan đã sắp là nữ tổng tài nổi tiếng toàn thành rồi. Còn thằng phế vật này chẳng qua chỉ là một tên tội phạm vừa ra tù, hoàn toàn không xứng với Tinh Lan. Lẽ nào ông muốn cháu gái của ông theo thằng ăn hại này cả đời, khiến hạnh phúc nửa đời sau của cô ấy chôn vùi trong tay hắn sao? Ông nội, ly hôn với Diệp Hạo Thiên là quyết định của cháu, không chỉ vì thân phận địa vị của bọn cháu bây giờ không còn bình đẳng nữa, mà cháu đã không còn tình cảm với anh ta nữa, tiếp tục sẽ không hạnh phúc. Tinh Lan, cháu ấy già. Ông nội, ông đừng nói nữa, chuyện ly hôn cháu không có ý kiến. Hú hổ, lần này cháu tới cũng không phải để níu kéo hay gì, dù sao không cùng lý tưởng thì không đi với nhau được. Mãnh Hổ không bao giờ đi chung với Linh Cầu. Anh, ông nội, lần này cháu tới là để chúc thọ ông, cháu chúc ông phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn. Ông nội, quà mừng của cháu sắp tới rồi. Chào, mày á hả, có cái đéo, một thằng tùy tội như mày mà còn chuẩn bị quà mừng à? Sao nào, mày định tặng còng số 8 đã đưa mày vào tù, hay ba thứ dơ bẩn gì mày móc trong đó ra? Đúng vậy, mấy cái món đồ ất ơ của anh thôi đừng lấy ra làm gì, tôi nhìn một cái thôi đã thấy nó hạ thấp đẳng cấp của mình rồi. Sao nào, bọn tao nói đúng rồi hả? Mày moi được đồ rẻ ở sạp đồ nào? Được 100 tệ không? Hừ hừ hừ, á mày. Ấy, ấy, Hạ thiếu gia, Hạ thiếu gia, cậu không sao chứ? Diệp Hạo Thiên, đây là tiệc mừng thọ của ông nội tôi, anh đánh người ở đây là muốn khiến ông tôi mất mặt đúng không? Một con chó. Đánh thì đánh thôi, xem như tôi tặng thêm một món quà cho ông nội, không sao chứ? Tránh ra. Bà mẹ nó, mày dám đánh tao, tao cho mày biết, mày không chỉ chọc giận nhà họ Hạ tao, mà còn đắc tội với nhà họ Cung. Mày đã là người trước rồi, mày biết chưa? Cho mày biết, Cung thiếu gia hôm nay sẽ ký hợp đồng phát triển Dung Thành trị giá 1000 tỷ với thần tử. Tới đó, một khi ký kết xong thì nhà họ Cung sẽ xưng bá cả đính hôn. Đến khi đó mày chỉ còn đường chết. Ôi mẹ ơi, đó là hợp đồng phát triển trị giá cả 1000 tỷ đấy, móc nối được với thần tử, lần này nhà họ Cung sắp dẫm cả đại hạ xuống dưới chân rồi. Có tôi ở đây, hợp đồng của nhà họ Cung không ký được. Là ai dám khiêu khích thực lực của nhà họ Cung tôi? Là ai dám khiêu khích thực lực của nhà họ Cung tôi? Úi chao, Cung thiếu gia tới rồi à? Mời cậu. Bố, sao anh ta lại tới? Đương nhiên là bố mời tới rồi. Mấy đứa đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau chào đón Cung thiếu gia đi chứ. Chào Cung thiếu gia. Cung thiếu gia, Tinh Lan, quà mừng thọ anh chuẩn bị cho ông nội của em đã nhận được chưa? Quà mừng ở đây hết rồi mà. Cô lão gia, ông thích không? Cung thiếu gia, thì ra quà này là cậu tặng. Ha ha ha, không phải tôi thì còn ai có thể tùy tiện tặng quà có giá trị hàng trăm triệu này. Không phải, vừa nãy Hạ thiếu gia, Cung thiếu gia, mới đầu tôi đã biết quà này là của anh chuẩn bị, thế nên tôi đặc biệt đưa vào giúp anh. Không ngờ mọi người lại hiểu lầm. Làm khá lắm, tôi về sẽ bảo bố bàn một hợp đồng nho nhỏ với nhà anh. Thế à, được, cảm ơn Cung thiếu gia, cảm ơn Cung thiếu gia, ha ha ha. Thằng danh, quà của mày đâu? Ây da, Cung thiếu gia, anh đừng nhắc nữa, thằng phế vật đó nói quà của hắn đang được đưa tới, chưa tới đây, cũng không biết là ba cái đồ linh tinh gì. Kệ hắn đi, thằng danh, vừa nãy mày nói gì? Hợp đồng của nhà họ Cung tao với thần tử bể rồi hả? Ngại ghê cơ, để mày thất vọng rồi, bây giờ bố tao đang trên đường đi gặp thần tử, rồi ký hợp đồng 1000 tỷ với ngài ấy. Đến lúc đó, ký kết xong thì mày sẽ chết chắc. Được, tao chờ nè mày. Được rồi, được rồi, mọi người vào chỗ đi, mời Cung thiếu gia. Tinh Lan, cô đứng đây làm gì? Đi, sao thần tử chưa tới? Có phải ngài ấy đã quên cuộc hẹn không? Ây, thần tử bận trong công nghìn việc, quên cũng bình thường. Mình vào trước đi, mọi người đều đang đợi mình đó, đi. Đã đến giờ hẹn rồi, sao thần tử còn chưa tới? Cung nghênh thần tử. Phượng Vũ đại nhân, thần tử đâu? Thần tử có chuyện cần làm. Hợp đồng hôm nay tôi sẽ ký kết với tập đoàn Cung thị các ông. À, thì ra là vậy. Phượng Vũ đại nhân, mời vào. Chúc ông nội phúc thọ an khang, trăm năm không già, năm nào cũng như năm nay, trường thọ với con cháu. Được được được, ngồi đi. Cung thiếu gia, cậu ngồi đi. Mời cậu.
ấy. Sao mày ngồi đó được? Người đâu? Dắt chó lên cho tao. Ha ha ha. Mày qua đó ăn chung với chó đi. Cung thiếu gia, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông tôi, anh đừng quá đáng. Sao em nói vậy được? Chính vì là mừng thọ của ông, nên mới chuẩn bị một tiết mục nhỏ cho mọi người này. Đúng không? Đúng, đúng không? Cung thiếu gia nói đúng. Ha ha ha. Mày điếc hả? Mau đi. Hạo Thiên, đừng có lo chuyện bao đồng. Mọi người xem nhé. Con chó này, với thằng phế vật này, xứng đôi vừa lứa ghê chưa? Ha ha ha. Mày chán sống đúng không? Tao đã nói rồi, chỉ cho nhà họ Cung của mày 3 ngày. Nay đã hết 3 ngày, nhà họ Cung của mày cũng tới lúc chết rồi. Hỗn láo. Đầu mày bị lừa đá hả? Hả? Cho mày biết, bố tao đã ký hợp đồng với thần tử, nhà họ Cung tao bây giờ có thần tử bảo vệ. Đứa phải chết là mày. Alo, bố, con trai, không hay rồi. Hợp đồng của bố với thần tử có vấn đề lớn, nhà họ Cung mình sắp toi rồi. Cái gì? Quà mừng chục tỷ tới. Tôi nói rồi, hôm nay là ngày chết của nhà họ Cung mày. Phượng Vũ, chuẩn bị một hợp đồng âm dương cho nhà họ Cung. Dạ. Phượng Vũ đại nhân. Ông Cung, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Phượng Vũ đại nhân, cô đi thong thả. Ha ha ha. Tốt quá rồi. Có hợp đồng với thần tử, nhà họ Cung sẽ không có địch thủ ở cả đại hạ. Ấy ra. Lão gia, ế. Hình như chỗ này lạ lắm. Ông xem, hợp đồng này yêu cầu công ty của chúng ta phải hoàn thành lượng sản phẩm của 30 năm trong vòng 1 tháng. Đây là nhiệm vụ bất khả thi mà. Phế vật, lúc ký hợp đồng, sao mày không trợn to mắt chó của mày lên mà xem cho rõ. Lão gia, ký hợp đồng với Phượng Vũ đại nhân, tôi đâu có dám xem nhiều. Mày, không được. Mau đi gọi Phượng Vũ đại nhân về, ký lại hợp đồng khác. Không được đâu lão gia, ký lại hợp đồng thì tương đương với hủy hợp đồng. Tiền bồi thường là 2.000 tỷ đó. Với cả nhà họ Cung chúng ta còn bị trục tội không phối hợp nhiệm vụ của thần tử. Bị đày đi Bắc vực tổng quân đấy. Toi rồi. Toi hẳn rồi. Không, không thể nào. Nhà họ Cung sẽ không sụp đổ vậy đâu. Không được, lão gia, muốn ký lại hợp đồng bằng với phá vỡ hợp đồng. Phá vỡ hợp đồng là phải đền tiền 2.000 tỷ đấy. Hơn nữa, nhà họ Cung chúng ta còn vì không phối hợp quân vụ của thần tử mà mang tội danh, bị đày tới Bắc vực tổng quân. Tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Không, không thể nào. Nhà họ Cung sẽ không toang thế này. Ai là Cung Sở Kiệt? Tôi. Là tôi. Nhà họ Cung các anh nghi ngờ cản trở quân vụ, đắc tội thần tử, toàn bộ người nhà họ Cung lập tức đưa tới chiến trường Bắc vực làm bia đỡ đạn. Không đâu, tôi không muốn làm bia đỡ đạn. Ấy, không, đừng, ấy. Thả tôi ra, cứu tôi, cứu với. Cứu với. Ấy, mọi người xem. Đã lên tin tức rồi, nhà họ Cung bị tra ra cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh. Còn có tham ô nhận hối lộ, toàn bộ gia sản đều bị xung công quỹ. Đáng sợ quá. Ai có thể ngờ, gia tộc lớn như nhà họ Cung, nói diệt là diệt. Hạo Thiên, lẽ nào thật sự là con? Bà nghĩ gì thế?
Loại phế vật như cậu ta còn chẳng động được vào đầu ngón chân của nhà họ Cung. Nhà họ Cung chẳng qua là xui xẻo, đắc tội thần tử, mới gặp phải kết cục này. Nhưng bố, vậy rốt cuộc chỗ quà trị giá chục tỷ này là ai tặng? Tôi biết rồi, chắc chắn là thần tử. Tuy thần tử không tới, nhưng đã tặng quà tới. Ý tức là quà này là thần tử tặng. Sao ngài ấy lại tặng tôi quà quý giá thế này? Ông nội, ông còn không biết sao, thần tử thích chị cháu, còn muốn cho chị cháu quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ nữa, chỉ là quà mừng trụ tỷ có là gì? Ý cháu là, thần tử để ý tới Tinh Lan. Đúng, ôi trời, tốt quá rồi. Nếu Tinh Lan trở thành thần tử phu nhân, vậy nhà họ Cố chúng ta không chỉ có thể có được tài sản nghìn tỷ, địa vị của chúng ta cũng sẽ một bước lên trời, trở thành đệ nhất gia tộc Đại Hạ. Ha ha ha. Đúng thế, Cố lão gia của thần tử cũng đã tới, có lẽ đang trên đường, sắp tới đây rồi. Thật là tốt quá rồi. Ừm. Hạo Thiên, chuyện này, tuy là quà cậu tặng, chúng ta vẫn chưa nhận được. Nhưng, đã nhận. Tấm lòng, chút nữa, thần tử đại nhân cũng sắp tới rồi. Nếu cậu không có việc gì, có thể đi được rồi, chúng tôi còn phải nghênh đón thần tử đại nhân. Đúng không? Ông nội. Ông nội, đừng gọi tôi là ông nội, cậu và Tinh Lan đã ly hôn rồi, hai đứa đã không còn quan hệ gì nữa. Tinh Lan sắp thành thần tử phu nhân rồi. Cậu ở đây, nếu thần tử tới, dễ gây ra hiểu nhầm. Tôi thấy, cậu nên đi đi. Được. Xem như tôi hiểu rồi, hóa ra ông giống với bọn họ. Các người đều cảm thấy nhà họ Cố lên như diều gặp gió. Vậy nên muốn đạp tôi đi, đúng không? Không thể nói như vậy. Cậu ở rể ở nhà họ Cố chúng tôi, ngồi mát ăn bát vàng đã 3 năm. Nhà họ Cố cũng xem như đã hết tình hết nghĩa với cậu rồi. Là đàn ông, đừng chỉ ăn không ngồi rồi, như vậy không tốt. Đàn ông thì nên có dáng vẻ của đàn ông. Tôi gọi ông một tiếng ông nội. Tôi tưởng ông khác với họ. Thực tế, quả nhiên vẫn là nhà rột từ nóc. Ông và bọn họ đều giống nhau. Chỉ là một đám hám lợi nâng trên đạp dưới, chỉ biết nịnh bợ, khốn kiếp. Cậu đang mắng tôi. Tôi nói sai sao? Chỉ một thần tử đại nhân. Chỉ là quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ mà thôi. Lại khiến nhà họ Cố các ông, người nào người nấy, đều lộ ra mặt thật của mình. Nếu tôi nói cho các ông, tôi chính là thần tử thì sao? Cậu nói cậu là thần tử. Ha ha ha. Anh ta nói anh ta là thần tử. Ha ha ha. Cậu nhóc. Thế này, cậu là thần tử, vậy chỗ đồ trị giá mấy chục tỷ đó đều là cậu tặng. Đúng thế, ha ha ha. Ai? Có giỏi, cậu đập nó đi. Nếu cậu là thần tử thật, thì sẽ chẳng có chuyện gì. Nếu cậu là hàng giả, thần tử đại nhân tới, ngày tàn của cậu tới rồi. Bố, vẫn là bố cao minh. Ha ha ha. Diệp Hạo Thiên, anh vì thể diện, dám nói dối cả chuyện này. Còn đặt cả mạng mình vào thật sự không đáng. Anh mau đi đi. Được. Ta, Hạo Thiên, mau dừng lại. Cái đó là bình ngọc lan long phụng trị giá 80 triệu đấy. Đừng đập. Chỉ có 80 triệu. Đã khiến ông đau lòng tới mức này. Ấy. Vậy còn cái này thì sao? Đó là ngọc như ý 100 triệu. Đừng đập nữa. Ấy, đừng đập nữa. Cái này là cây tụ bảo tiền trị giá 200 triệu. Cái này là đỉnh cửu chuyển càn khôn 500 triệu. Đừng đập nữa. Diệp Hạo Thiên, cậu có biết thứ cậu đập vỡ là quà mừng thần tử đại nhân tặng. Những thứ này cộng lại, cho dù cậu có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Tôi muốn xem, ai dám bắt Diệp Hạo Thiên này đền. Diệp Hạo Thiên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Có phải anh biết chuyện của tôi và thần tử, anh thấy ghen tị nên mới làm rốt thế này không? Anh muốn làm gì? Cố Tinh Lan, cô đừng đánh giá bản thân cao quá. Chúng ta đừng nhiều lời với tên này nữa, tên này không thấy quan tài không đổ lệ. Đợi thần tử tới, tôi muốn xem thằng danh này còn cười được nữa hay không. Thượng tướng 7 sao, Phượng Vũ đại nhân tới. Phượng Vũ đại nhân chính là trợ thủ đắc lực bên cạnh thần tử, đệ nhất nữ tướng Đại Hạ. Tham kiến Phượng Vũ đại nhân, quà thần tử tặng đã tới chưa? Vì sao người tới lại là Phượng Vũ đại nhân? Thần tử đâu? Việc này, là ai làm việc này? Là ai làm việc này? Là cậu ta, những thứ này đều do cậu ta đập bể.
không liên quan tới chúng tôi. Đúng đúng, đều do cậu ta làm. Thần, thần. Phượng Vũ đại nhân, thằng danh này dám đập vỡ quà thần tử tặng, rõ ràng không coi thần tử ra gì. Cô mau bắt lấy hắn, dạy dỗ hắn một trận đi. Phượng Vũ đại nhân, vì sao cô lại đánh tôi? Chuyện ngày hôm nay, tất cả mọi người đều khó tránh tội nếu anh suy nghĩ cho thần tử như vậy. Vậy bắt đầu từ anh đi, dùng máu anh đền tội cho thần tử. Lôi ra ngoài, đánh 500 gậy. Không, 1000 gậy. Phượng Vũ đại nhân, tôi sai rồi. Xin tha cho tôi. Phượng Vũ đại nhân, chuyện ngày hôm nay đều do tên Diệp Hạo Thiên này gây ra, là cậu ta đập qua thần tử đại nhân tặng, không liên quan tới chúng tôi. Đi theo tôi. Hạo Thiên, Tín Hồng, ông mau giúp Hạo Thiên. Giúp cái khỉ mà giúp, cậu ta đắc tội thần tử. Chết chắc rồi. Thần tử thứ tội, vừa rồi đã đắc tội. Đứng lên đi. Là tôi muốn che giấu thân phận với nhà các cô chỉ phối hợp mà thôi, vì sao ngài không nói cho họ thân phận của ngài? Nếu cô cố biết thân phận của ngài, chắc chắn sẽ không ly hôn với ngài. Vẫn chưa tới lúc, tôi muốn đợi xem. Khi Cố Tinh Lan biết thân phận thật sự của tôi, sẽ có phản ứng gì? Chuyện bên nhà họ cung xử lý xong chưa? Trên dưới nhà họ cung đều đã đưa tới chiến trường Bắc Vực. Tốt. Đúng rồi, ngoài ra, cung thế chưa còn nói một chuyện, liên quan tới vụ án diệt môn của nhà họ Diệp nhiều năm trước. Nói đi. Nói, cung thế chưa còn nói. Nhiều năm trước, ngoài nhà họ Cung, còn có nhà họ Tạ ở Dung Thành tham gia vào vụ án diệt môn nhà họ Diệp. Nhà họ Tạ? Đúng thế, trước đây nhà họ Tạ chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng nhắc tên, dựa vào phân chia tài sản nhà họ Diệp của ngài, lập tức trở mình trở thành một trong những gia tộc thượng lưu của Dung Thành, đến tòa nhà Vân Thăng của nhà họ Diệp cũng bị nhà họ Tạ nắm giữ. Còn nữa, chân của mẹ nuôi ngài cũng là nhà họ Tạ sai người đánh gãy, hay trong một nhà họ Tạ. Không chỉ đánh gãy chân mẹ nuôi tôi, còn lấy tòa nhà Vân Thăng bố tôi tặng mẹ tôi. Ngày mai, tôi sẽ đích thân đi lấy lại. Mọi thứ thuộc về nhà họ Diệp. Ấy. Mọi người nghe xem. Sao bên ngoài không có tiếng gì? Có phải tên vô dụng Diệp Hạo Thiên đó đã bị Phượng Vũ đại nhân đánh chết rồi không? Phượng Vũ đại nhân. Phượng Vũ đại nhân. Phượng Vũ đại nhân. Tên phế vật Diệp Hạo Thiên đó đâu? Tôi đã xử lý xong rồi. Hạo Thiên, im. Vẫn là Phượng Vũ đại nhân ra tay quyết đoán. Loại người bất kính với thần tử đại nhân như vậy, chết vạn lần cũng không đủ. Phượng Vũ đại nhân, quả thần tử đại nhân tặng cho ông nội tôi đã bị tên ăn hại Diệp Hạo Thiên đó đập vỡ rồi. Cô xem thế này, thần tử đại nhân biết quả bị phá hoại, đặc biệt căn dặn tôi bổ sung lại. Ôi trời, thật sự cảm ơn thần tử đại nhân. Ha ha ha, mang lên. Hà, thế này. Ta, thần tử đại nhân đặc biệt căn dặn, bảo tôi tiễn ông lên đường. Thần tử đại nhân, thần tử đại nhân, xin thứ tội, thần tử đại nhân. Nhà họ Cố chúng tôi không biết đã đắc tội thần tử đại nhân chỗ nào. Đây đều là hiểu nhầm, hiểu nhầm. Không biết. Vậy thì cút về mà suy nghĩ đi. Bố, chuyện này rốt cuộc là sao? Cũng đâu phải chúng ta đập vỡ quà, sao lại thành chúng ta đắc tội thần tử đại nhân? Con hỏi bố. Bố hỏi ai? Tôi biết rồi. Chắc chắn là vì Diệp Hạo Thiên tới tiệc mừng thọ, bị thần tử đại nhân biết được. Thần tử đại nhân, tưởng mọi người vẫn còn qua lại, nhất thời tức giận, mới bảo người đưa chuông tới đây. Tinh Lan, thần tử, thế này là đang ghen ấy. Đúng thế, chắc chắn là như vậy. Tinh Lan, con nhanh tìm cơ hội giải thích với thần tử đại nhân. Xin ngài ấy lượng thứ. Nhưng, lần trước con gặp thần tử đại nhân, phải đợi ở ngoài cửa rất lâu, lần này lại xảy ra chuyện thế này, chưa chắc ngài ấy chịu gặp con. Để con nghĩ cách vậy. Cái gì? Cậu nói trên dưới nhà họ Cung bị bắt tới Bắc Vực làm bia đỡ đạn. Đúng thế. Nghe nói nhà họ Cung đắc tội thần tử, mới gặp phải kết cục thế này. Sao tôi cảm thấy phía sau chuyện này không đơn giản như vậy? Xếp tạ, không hay rồi. Thiếu gia nhà họ Diệp, Diệp Hạo Thiên tìm tới cửa rồi. Diệp Hạo Thiên chưa chết. Không chỉ chưa chết, hiện giờ anh ta còn đang ở dưới tòa nhà, nói muốn ngài trả lại tòa nhà Vân Thăng, nếu không khiến ngài chết không có chỗ chôn. Khốn kiếp, lại dám ngông cuồng ở địa bàn của tao. Đi, gọi thêm mấy người, hôm nay tôi phải dạy dỗ thằng danh này. Vâng. Đợi đã. Gọi điện thông báo bưu ra. 8 năm trước để cậu ta may mắn sống sót. Hôm nay, tôi phải trừ cỏ tận gốc. Vâng. Thằng danh, tòa nhà Vân Thăng này không phải nơi cho mày tới hống hách. Nhanh đi đi, tôi nói lại lần nữa. Bảo Tạ Quảng Phi lập tức xuống đây gặp tôi. Thằng danh, khi thế quá nhỉ. Diệp Hạo Thiên, 8 năm trước để thằng danh nhà mày may mắn sống sót,
coi như mày mạng lớn, mày không chạy xa đi, lại còn dám quay về đây. 8 năm trước, ông cấu kết nhà họ Cung diệt người tộc tôi, giết bố mẹ tôi, phân chia tài sản nhà họ Diệp. Hôm nay tôi tới, chính là để lấy lại những gì thuộc về nhà họ Diệp. Chỉ dựa vào mày, chỉ dựa vào tôi. Tạ Quảng Phi, tôi cho ông 3 phút. Giải tán tất cả người trong tòa nhà. 3 phút sau, người còn ở lại tòa nhà Vân Thăng. Hậu quả tự chịu. Ha ha ha. Thằng danh này, đầu óc mày có vấn đề phải không? Mày tưởng mày vẫn là Diệp thiếu gia trước đây à? Còn có thể hô mưa gọi gió ở Dung Thành. Tao nói mày biết. Mày chỉ là thứ phế vật. Một thằng phế vật còn chẳng có nổi kít mà ăn. Nhanh quỳ xuống cho tao, liếm sạch sẽ từng viên gạch nền mày dẫm lên. Tao thấy vui. Chỉ đánh gãy nửa chân mày, cho mày quỳ lết tới trước mộ của bố mẹ mày. À. Đúng rồi. Mộ của bố mẹ mày cũng chẳng còn. Bị tao cho nổ rồi. Ha ha ha. Thằng danh, lại dám đánh tao. Đập chết nó cho tao. Thằng danh, lại dám đánh tao. Đập chết nó cho tao. Thằng danh, không ngờ mày cũng có bản lĩnh đấy. Tôi cho các người 1 phút cuối cùng, lập tức cút khỏi tòa nhà Vân Thăng. Nếu không, hậu quả tự chịu. Ấy, ai dám? Một tên phế vật đã dọa các người thành thế này à, hả? Nhà họ Tạ có Thiên Long hội che chở. Đừng nói một tên phế vật. Cho dù là tứ đại gia tộc Thượng Kinh tới Dung Thành cũng phải cúi đầu trước tao. Diệp Hạo Thiên, tao nói mày biết. Toa cho mày 5 giây. Cút ngay cho tao, 5 giây sau, Bưu gia tới. Ông trời cũng không cứu nổi mày. Bưu gia. Bưu gia là thằng ngoại nào? Bưu gia, tôi sai rồi, tôi sẽ trả tiền. Bưu gia, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ trả tiền. Xin cho tôi thêm chút thời gian. Bưu gia, lôi đi. Buộc đá, né sông. Đừng, tôi sai rồi. Bưu gia, đừng, tôi sai rồi. Tôi sẽ trả tiền, đừng. Đến Bưu gia cũng không biết. Hả, tên nào không sợ chết, dám hống hách ở địa bàn của Thiên Long hội. Tên nào không sợ chết, dám hống hách ở địa bàn của Thiên Long hội. Bưu gia, Bưu gia, cuối cùng ngài đã tới, chính là thằng này, ngang nhiên gây chuyện ở cửa tòa nhà Vân Thăng, còn nói không biết ngược, nói ngài ở trong mắt hắn còn chẳng bằng con cún. Ồ, vị tiên sinh này, câu này là cậu nói à? Phải thì sao? Mày lại dám bất kính với Bưu gia, mày không muốn sống nữa à? Vị tiên sinh này, cậu vừa tới Dung Thành, chưa hiểu rõ địa vị giang hồ của Lôi Bưu này ở Dung Thành. Ha ha ha, Lôi Bưu tôi đây làm chủ cho cậu. Để cậu làm hòa với sếp Tạ. Không phải. Làm hòa. Các ông muốn làm hòa kiểu gì? Rất đơn giản. Chỉ cần đánh gãy một tay của cậu. Lên cho tôi. Cung nghênh công chúa, Lý Thành Chủ, đứng lên đi. Tạ ơn công chúa. Lần này công chúa thay quốc thống đại nhân tới Dung Thành thị sát. Là vinh hạnh của Dung Thành. Công chúa, mời đi bên này. À. Đúng rồi, tôi vừa nhìn thấy, lượng lớn người tụ tập về phía Vân Thành. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bẩm công chúa, nghe nói là một người họ Diệp gây chuyện ở tòa nhà Vân Thăng. Dùng một địch trăm, hơn trăm người đều không đánh lại cậu ta. Lôi Bưu của Thiên Long Hội đang triệu tập hơn vạn người tới bắt người đó. Họ Diệp. May mình có cài thiết bị định vị trên người anh Hạo Thiên. Không ổn, anh Hạo Thiên đang ở tòa nhà Vân Thăng. Không ổn. Anh Hạo Thiên đang ở tòa nhà Vân Thăng, công chúa. Cô biết người họ Diệp đó. Nào chỉ quen biết, anh ấy chồng tương lai của tôi, phò mã tương lai của đại hạ. Tôi nói ông biết, nếu anh ấy gặp chuyện gì, tôi lấy đầu ông. Sao cơ, công chúa? Vậy chúng ta nhanh đi cứu phò mã, đợi đã. Em hỏi anh một lần cuối cùng. Anh chắc chắn không kết hôn với em à? Không. Không được. Lần trước anh ấy từ chối mình ở trước mặt nhiều người như vậy. Nếu mình lại đi cứu anh ấy, vậy thì mất mặt lắm. Ông, đi thay tôi. Vâng. Người của Thiên Long hội các người đều là một đám phế vật. Vị tiên sinh này, cậu hống hách quá đó. Tôi đã gửi lệnh anh hùng rồi. Cao thủ thập phương đều đang trên đường tới. Hôm nay, đừng mong sống sót bước ra khỏi cánh cửa này. Cao thủ thập phương không đáng sợ,
Nhưng tòa nhà Vân Thăng này là tâm huyết của bố mẹ mình, một khi động thủ, e rằng cũng thành đống đổ nát. Không được, không thể liều lĩnh ra tay. Sao? Sợ rồi à? Không dám nói nữa à? Hôm nay, cậu chết là cái chắc. Bưu gia, người của ngài tới rồi, bưu gia. Thành chủ Dung Thành, Lý Thế Hảo tới. Thành chủ Dung Thành, Lý Thế Hảo tới. Cậu là Diệp Hạo Thiên, Diệp tiên sinh. Đúng thế, thành chủ tới rồi. Vội cái gì, chỉ là thành chủ thôi. Bề ngoài, ông ta là thành chủ Dung Thành. Nhưng Lôi Bưu này nắm giữ 80% thế lực ngầm ở Dung Thành này. Nếu thật sự động thủ, tôi cũng không sợ ông ta. Tham kiến Diệp tiên sinh, tôi là... Không được, công chúa đã nói phải giữ bí mật cho cô ấy. Diệp tiên sinh, cậu đợi chút, tôi đi giải quyết họ. Thành chủ, sao hôm nay ngài có thời gian tới đây? Tạ Quảng Phi, ông to gan lắm. Lại dám làm khó Diệp tiên sinh. Cái gì? Diệp tiên sinh, thành chủ, ngài đùa với tôi à? Cậu ta chỉ là đứa con sót lại của nhà họ Diệp năm đó. Vào nhà họ Cố, làm thằng ở rể 3 năm, nhà họ Cố chê cậu ta, một cước đá bay ra khỏi cửa. Cậu ta chỉ là một con chó không có nhà. Mặt mũi lớn quá nhỉ, còn dám sỉ nhục Diệp tiên sinh nữa. Tôi cho tập đoàn Tạ thị của ông đóng cửa ngay lập tức. Ngay bây giờ, dập đầu xin lỗi Diệp tiên sinh, ấy. Lý thành chủ, tập đoàn Tạ thị, được Thiên Long hội chúng tôi bảo kê, ông ở địa bàn của tôi. Dám đánh người tôi bảo kê. Có phải ông không coi Thiên Long hội ra gì không? Ha ha ha. Lôi Bưu, chuyện hôm nay, ông đừng tham gia vào. Ông có biết người phía sau Diệp tiên sinh, ông không động vào nôi. Ha ha ha. Vậy tôi muốn xem phía sau vị tiên sinh này ẩn giấu cao thủ thế nào, mà Lôi Bưu này không dám động vào. Lôi Bưu, ông muốn làm gì, Lý Thế Hảo? Ông làm thành chủ 8 năm. Hôm nay, vị trí thành chủ có phải nên đổi chủ rồi không? Lôi Bưu, ông dám tạo phản, ha ha ha. Mấy năm nay, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Nhưng hôm nay, vị tiên sinh này dám gây chuyện ở địa bàn của tôi, mà ông lại muốn bảo vệ cậu ta. Vậy xin lỗi, tôi chỉ đành xử cả ông thôi. Ông chết, vị trí thành chủ chắc chắn là của tôi. Ha ha ha, Lôi Bưu, ông dám. Ông có biết, người sai tôi tới là... Các anh em, lên. Vị tiên sinh này, hiện giờ không còn ai bảo vệ nổi cậu nữa. Cậu tự cắt hai tay. Hay là để tôi giúp? Vậy tôi cũng hỏi ông một câu. Ông tự kết liễu? Hay tôi kết liễu giúp ông? Ha ha ha. Trước tới nơi còn cứng miệng. Tôi nói cậu biết cao thủ thập phương của tôi đang ở cửa rồi. Cậu lấy gì đấu với tôi? Giơ vào hai tay này. Là đủ rồi. Ha ha ha. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Được. Đóng cửa. Thả người. Cao thủ thập phương ở đâu thế? Sao tôi không nhìn thấy? Phá Nhi. Anh Hạo Thiên. Phá Nhi, sao em tới đây? Ừm, em nói trước. Không phải em tới để cứu anh đâu. Em chỉ trùng hợp đi dạo ở phố bên cạnh đi ngang qua đây qua. Người đẹp này mận xoài cóc ổi thật đấy. Ha ha ha. Người đẹp, có hứng thú. Làm người phụ nữ của Lôi Bưu này không? Ta, cẩn thận móng heo của ông không động nổi vào cô ấy đâu. Không ngờ, dáng vẻ bảo vệ em của anh keo lì thế này. Anh chắc chắn không nghĩ tới lấy em à? Ai, Phán Nhi, hiện giờ là lúc nói chuyện này à? Sao trông con nhỏ này quen mắt thế nhỉ? Hình như từng thấy ở đâu đó. À, thằng Danh. Con nhỏ này là người yêu của mày à? Ha, tao nói mày biết ở Dung Thành này, chưa có người phụ nữ nào mà Lôi Bưu này không có được. Hôm nay, cho dù tao có ăn nó trước mặt mày, mày cũng không dám hò hét. Chỉ dựa vào ông, còn không bằng cái móng chân của anh Hạo Thiên. Anh Hạo Thiên, cao thủ thập phương ở bên ngoài, em đã giải quyết rồi. Anh nhanh giải quyết ông ta. Chúng ta đi hẹn hò. Người đẹp, có phải cô ở cùng thằng Danh này lâu quá? Đầu óc cũng uống nước rồi không? Cô cũng học theo khoác lác. Ha ha ha. Kim binh thập phương của tôi, cô có thể tiêu diệt. Cô nghĩ cô là ai? Công chúa đại hạ. Xem ra, ông cũng không ngốc lắm. Ha ha ha. Người đẹp đừng cố gắng nữa. Cô muốn làm công chúa, tới quán karaoke của tôi cho cô làm thoải mái. Ha ha ha. Không hay rồi đại ca. Công chúa dẫn theo 20.000 võ giả tông sư, giết sạch toàn bộ cao thủ thập phương của chúng ta rồi. Không còn lại một ai. Cái gì? Cô thật sự là công chúa đại hạ. Bưu gia, tôi nhớ ra rồi, trước đây, lúc quốc thống dẫn theo công chúa thị sát ở buổi lễ, tôi từng thấy công chúa từ xa.
cô ta quả thật là công chúa đại hạ, phó phán nhi. Thế mà không nói sớm. Vừa rồi có ai nói gì ấy nhỉ? Nói muốn giới thiệu tôi tới quán karaoke làm công chúa. Công chúa? Xin cô tha cho tôi. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, có mắt không tròng, không biết công chúa đại hạ. Xin cô tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi, công chúa. Chúng tôi sai rồi, không dám nữa. Cô tha cho chúng tôi đi, anh Hạo Thiên. Anh định xử lý bọn họ thế nào? Tòa nhà Vân Thăng là sản nghiệp của nhà họ Diệp. Hôm nay do Diệp Hạo Thiên này thu hồi, lôi bưu ủng phí có võ, lại luôn chèn ép người bình thường, lôi tới chiến trường Bắc Vực. Dốc sức vì quốc gia, nghe thấy chưa lôi đi? Vâng, a, à, đừng mà, đừng, đừng mà, đừng, tha cho tôi. Còn về Tạ Quảng Phi, năm đó ông tìm người đánh gãy hai chân mẹ nuôi tôi, còn cấu kết với nhà họ Cung diệt nhà họ Diệp. Hôm nay, tôi phải dùng máu của ông để tế bái oan hồn nhà họ Diệp, không dám. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi, tôi có thể tha cho ông. Nhưng trên dưới nhà họ Diệp hơn 100 oan hồn không tha được cho ông. Bố, mẹ, cuối cùng con đã báo thủ cho bố mẹ rồi. Hạo Thiên, Hạo Thiên, mẹ nuôi Hạo Thiên, anh Hạo Thiên, mẹ nuôi Hạo Thiên. Mẹ nuôi, sao mẹ nghe nói tòa nhà Vân Thăng gặp chuyện. Mẹ lo con tới gây chuyện vì muốn đòi lại sản nghiệp của bố mẹ con. Con không sao chứ, con không sao, mẹ nuôi. Ta. Mẹ nuôi, mẹ đừng sợ. Con đã báo thủ cho mẹ rồi, Tạ Quảng Phi đã chết rồi, ta. Được, mẹ nuôi. Con đi xử lý việc tiếp quản tòa nhà Vân Thăng. Chút nữa, con đưa mẹ đi. Được, ăn. Được. Ấy, em cũng đi. Alo, Tạ Quảng Phi chết rồi, tôi biết rồi, bà làm rất tốt. Tiếp tục giám sát Diệp Hạo Thiên cho tôi. Hạo Thiên, xin lỗi con, mẹ nuôi cũng vì tốt cho con. Chúc mừng thần tử lấy lại tòa nhà Vân Thăng. Đứng lên đi. Hiện giờ thù lớn đã báo, tòa nhà Vân Thăng cũng đã đoạt lại. Vong linh bố mẹ tôi trên trời cũng có thể yên nghỉ được rồi. Đúng rồi, thần tử quyền thừa kế nghìn tỷ vốn muốn giao cho cô Cố Tinh Lan đã bị hủy bỏ ở lần trước. Tới giờ vẫn chưa có lựa chọn mới. Ngài xem, là Cố Tinh Lan không xứng. Quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ này nên giao cho người có năng lực hơn. Truyền tin của tôi tổ chức tuyển chọn tư cách người thừa kế tài sản nghìn tỷ trong cả đại hạ. Vâng. Vâng. Chị, đã xảy ra chuyện rồi. Thần tử tung tin sẽ lựa chọn lại người kế thừa tài sản nghìn tỷ lần nữa. Cái gì? Chị, lần này chị thật sự đã cho thần tử rồi. Đến tài sản nghìn tỷ cũng phải tặng cho người khác rồi. Chị, phải làm sao đây? Nếu thần tử muốn chọn lại từ đầu thì chị sẽ đi tham gia tuyển chọn lần nữa. Chị nhất định sẽ khiến thần tử phải nhận ra năng lực của chị, dựa vào năng lực của chị để giành lấy quyền thừa kế nghìn tỷ này. Ông nội, lần tuyển chọn người thừa kế của thần tử, cháu cũng muốn tham gia. Cái gì? Phi Tuyết, tài sản nghìn tỷ, ai cũng nhắm vào nó. Một khi cháu tham gia vào, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù nguy hiểm cũng phải tham gia, ông nội cũng biết mà. Nhà họ Vân chúng ta tuy có của cải nhiều, nhưng việc đầu tư của mấy năm nay cứ lỗ mãi. Bây giờ nguồn vốn của công ty đã thâm hụt rất nhiều, giành lấy quyền thừa kế nghìn tỷ là cách duy nhất giúp chúng ta vượt qua ải khó. Hai. Lộ Lộ chút nữa sẽ gặp được thần tử, phải tham gia cuộc tuyển chọn, tôi căng thẳng quá. Ôi, Tinh Lan, cô cũng đừng căng thẳng. Ừm, dù xét về tướng mạo hay năng lực thì cả Vinh Thành này đều không có ai sánh được với cô, tài sản nghìn tỷ này cuối cùng vẫn thuộc về cô thôi. Mọi người nhìn xem, đấy là thần tử à? Diệp Hạo Thiên, sao anh ấy có thể là thần tử chứ? Diệp Hạo Thiên, sao anh lại ở đây? Diệp Hạo Thiên, Phượng Vũ đại nhân không giết anh ư? Chắc anh không phải đến đây để giành quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ chứ? Đừng trách tôi không nhắc anh. Giành quyền thừa kế cũng phải đạt yêu cầu cơ bản. Đầu tiên, tài sản dưới trướng anh phải đủ 100 triệu. Ngoài ra, anh phải tham gia dự án trên cấp độ 3A và phải tham gia 10 dự án như thế. Anh đã đạt yêu cầu nào? Tôi chẳng đạt cái nào cả. Tôi cũng không cần đạt, vì tôi vốn dĩ đã đi làm ở đây, muốn vào thì vào. Ồ, anh đi làm ở đây à? Là lau nhà hay là cọ nhà vệ sinh vậy? Sàn nhà bẩn rồi, lau đi. Ơ, Vân Phi Tuyết, tôi ghét nhất những người khinh thường người khác. Cô có bản lĩnh gì mà dám ra vẻ đại ca trước mặt nhà họ Diệp Hạo Thiên? Anh có ra sao với phụ nữ khác tôi cũng mặc kệ, nhưng anh có thể quản thật kỹ phụ nữ của anh không? Đừng để cô ấy đánh người tùy tiện như thế. Một người phụ nữ lắm mồm, độc địa, đánh thì đánh. Vân Phi Tuyết đúng không? Cô đừng đắc ý. Cô chẳng qua chỉ là tiểu thư nhà họ Vân thôi. Đợi khi Tinh Lan nhận được quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ thì mấy người đều phải quỳ xuống lại cô ấy. Sao cô lại chắc chắn người thừa kế tài sản nghìn tỷ này chính là cô ấy chứ? Tôi cũng đến để tham gia tuyển chọn. Cái gì, cô cũng đến tham gia tuyển chọn ư? Xem ra màn kịch của hôm nay sẽ thú vị lắm. Toàn bộ im lặng.
Tôi có việc quan trọng tuyên bố. Tôi có việc quan trọng tuyên bố. Lần tuyển chọn này chia làm 3 bước. Đầu tiên là lọc thông tin cơ bản. Thứ hai là thi viết. Thứ ba là phỏng vấn lượt cuối. Lúc đấy thần tử sẽ đích thân xuất hiện để chọn người cuối cùng. Nói như thế thì chỉ cần lọt vào phỏng vấn cuối sẽ gặp được thần tử sao? Tiếp theo, tôi tuyên bố tuyển chọn chính thức bắt đầu. Nào, Tinh Lan, đợi chút đã. Diệp Hạo Thiên, nếu anh quá khó khăn, tôi có thể suy nghĩ tìm công việc cho anh tại tập đoàn Tinh Vũ. Nhưng hôm nay thì anh có thể đừng làm phiền tôi tham gia màn tuyển chọn được không? Anh Diệp, anh đợi tôi chút, đợi tôi xong chúng ta cùng nhau ăn cơm, trò chuyện. Anh yên tâm, tôi biết anh không muốn cưới tôi không ép anh đâu, làm bạn cũng được mà đúng không? Đợi tôi. Cố Tinh Lan, một người phụ nữ chỉ gặp mặt vài lần, cũng tin tưởng và tôn trọng tôi đến thế, mà cô lại khinh thường tôi như vậy. Hôm nay cô phải trả giá vì sự kiêu ngạo của mình. Hai vòng thi viết đầu đã kết thúc. Tôi tuyên bố, có hai người đã lọt vào vòng phỏng vấn cuối. Người đầu tiên là Cố Tinh Lan. Người thứ hai là Vân Phi Tuyết. Tiếp theo mời hai người đến phòng họp mặt để phỏng vấn lần cuối với thần tử. Đợi lâu như thế mà Tinh Lan chưa xong nhỉ? Thần tử đã hoàn thành nhiệm vụ. Vân tiểu thư và Cố tiểu thư đang đợi màn phỏng vấn cuối của ngài tại phòng họp mặt. Tôi biết rồi. Đấy là Diệp Hạo Thiên ư? Phượng Vũ đại nhân sao phải quỳ Diệp Hạo Thiên nhỉ? Chẳng lẽ thân phận anh ta không đơn giản à? Không được, tôi phải đi thông báo với Tinh Lan. Hai người đợi chút nhé, thần tử sẽ đến ngay. Diệp Hạo Thiên, sao anh ở đây? Tôi đi làm ở đây. Công việc ư? Đúng như lời anh nói, dù anh có làm bảo vệ ở tòa cao ốc hay là lau kính đi nữa, nhưng anh biết đây là nơi gì không? Đây là phòng họp riêng của thần tử đại nhân. Anh biết với thân phận tự ý xông vào đây sẽ có hậu quả gì không? Sẽ có hậu quả gì? Thì liên quan gì đến cô? Anh đúng là Cố Tinh Lan. Cô đã ly hôn với anh Diệp. Cô có tư cách gì chỉ trích anh ấy chứ? Anh Diệp, gặp được anh đúng là vui quá. Sắp được gặp thần tử rồi. Tôi căng thẳng quá. Đừng căng thẳng. Hai người có thể trước đó đã từng gặp rồi. Loại người cao quý như thần tử sao tôi có thể từng gặp cơ chứ? Diệp Hạo Thiên, hai người thân mật với nhau, có thể xem lại thời gian và địa điểm không? Thần tử đại nhân sắp đến rồi, không muốn chết thì mau đi đi. Tinh Lan, Tinh Lan, không hay rồi. Thân phận của Diệp Hạo Thiên không đơn giản. Diệp Hạo Thiên, sao anh lại ở đây? Lộ Lộ, lúc nãy cô bảo thân phận Diệp Hạo Thiên không đơn giản ư? Là sao? Lúc nãy tôi thấy Phượng Vũ đại nhân quỳ trước Diệp Hạo Thiên. Cái gì? Cô có nhầm không? Không, tôi nhìn thấy rõ lắm. Với cả cô quên rồi à? Trước kia ở đại hội kế thừa, quyền kế thừa tài sản 1000 tỷ đấy, Diệp Hạo Thiên bảo hủy là hủy. Cô nói xem, liệu anh ấy có phải ám minh thần tử thật không? Chúng ta đắc tội anh ấy, chẳng phải chết chắc rồi sao? Anh Diệp, họ đang nói gì vậy? Anh là thần tử ư? Vốn dĩ tôi muốn dùng thân phận người thường tiếp xúc với hai người, nhưng cứ có người 3 lần 4 lượt ép tôi, nên bây giờ tôi không giả vờ nữa. Tôi chính là thần tử. Cố Tinh Lan, quyền thừa kế tài sản 1000 tỷ của cô là tôi đã làm nó vô hiệu đấy. Tư cách thừa kế tài sản 1000 tỷ của hôm nay cũng là do tôi quyết định. Lúc nãy anh bảo anh là ám minh thần tử. Đúng vậy. Tinh Lan, sao vậy? Anh ấy là thần tử. Thần tử ư? Diệp Hạo Thiên, anh giỏi giả vờ thật. Tôi hỏi anh, tôi đã theo dõi tin tức của thần tử lâu lắm rồi. 2 năm trước, trong trận chiến Hắc Phong Thần, tay trái của thần tử bị thương đã để lại sẹo. Trên tay anh sao không có gì cả? Thiếu gia đã thoa bạch ngọc linh lung cao dược của lão phu, dù là vết sẹo nặng đến đâu cũng biến mất ngay. Làm phiền rồi, chú quý. Vết sẹo trên tay tôi đủ rồi Diệp Hạo Thiên, sao cứ phải nói dối mãi thế? Anh có nói dối chuyện khác tôi cũng mặc kệ. Thần tử là người đàn ông cao quý nhất, tôi không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục anh có hiểu không? Tôi đã bảo mà, tên phế vật này sao có thể là thần tử gì chứ? Người mà Phượng Vũ đại nhân là Lộ Lộ, cô xem cái này đi. Cái này là bình thường thần tử rất kín tiếng, ít khi có ảnh bị lộ ra. Tấm này là tấm ảnh duy nhất tôi tìm được trên mạng, ảnh góc nghiêng của thần tử. Nhưng thân hình này và góc nghiêng sao hơi giống Diệp Hạo Thiên nhỉ? Đúng vậy, thân hình của Diệp Hạo Thiên đúng là hơi giống thần tử. Nếu không nhìn kỹ thì tôi cũng sẽ nhầm. Cho nên Lộ Lộ à, lúc nãy cô chắc chắn đã nhầm người. Tôi đã bảo mà,
phế vật như anh sao có thể là thần tử? Cố Tinh Lan, cô có một khả năng, tôi rất khâm phục. Cái gì? Chính là khả năng. Có mắt như mù. Anh, chỉ với tên phế vật như anh mà còn dám hống hách. Anh ba lần bốn lượt giả mạo thần tử, đợi Tinh Lan chúng nhận được quyền thừa kế nghìn tỷ, rồi tố cáo thần tử. Chị tội anh thật nặng. Có tôi ở đây, cô ấy không nhận được quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ đâu. Anh Diệp này, sao ba lần bốn lượt bảo mình là ám minh thần tử nhỉ? Anh ấy không phải người ham mê hư vinh đến thế. Diệp Hạo Thiên, anh thật sự tưởng bản thân là thần tử à? Tôi nói anh biết, tôi có thể lấy được quyền thừa kế nghìn tỷ này là do thần tử quyết định, không phải anh quyết định. Đã phỏng vấn xong, mời thần tử quyết định người thừa kế tài sản nghìn tỷ. Đã phỏng vấn xong, mời thần tử quyết định người thừa kế tài sản nghìn tỷ. Đứng dậy đi. Thần tử, Phượng Vũ đại nhân, có phải ngài đã nhận nhầm người không? Diệp Hạo Thiên chỉ là một phế vật. Thần tử thần uy cái thế, chỉ có đúng một người, sao mà tôi nhận nhầm được? Diệp Hạo Thiên, anh là thần tử thật sao? Cố Tinh Lan, tôi từng nói với cô, cô là một người phụ nữ ngu ngốc, có mắt như mù. Quyền thừa kế nghìn tỷ này không do tôi quyết định, mà do thần tử quyết định. Tôi tuyên bố, người thừa kế tài sản nghìn tỷ là Phi Tuyết của nhà họ Vân. Chúc mừng Vân tiểu thư nhận được quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ. Chúc mừng Vân tiểu thư nhận được quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ. Vân tiểu thư, chiếc nhẫn này đại diện cho thân phận người thừa kế nghìn tỷ. Con dấu này có thể điều động 50% tài sản của đại hạ. Còn hợp đồng này nữa, chỉ cần cô ký tên thì tài sản nghìn tỷ sẽ thuộc về cô. Tôi không dám tin đây là thật. Không ngờ anh đúng là thần tử. Tôi tin rằng cô sẽ sử dụng tài sản nghìn tỷ này thật tốt, để giúp đại hạ được huy hoàng hơn. Thì ra tôi mới là người ngu ngốc nhất. Phượng Vũ đại nhân, tiền tuyến truyền tin đến, thần tử đại nhân dẫn lính phá hủy 8 tòa thành của Oa tộc, trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Thần tử không phải ở ngay đây sao? Sao có thể dẫn lính đi chiến đấu chứ? Biết rồi, lui xuống đi. Vâng, Vân tiểu thư, tôi dẫn cô đi làm thủ tục nhận tài sản nghìn tỷ nhé. Còn hai vị, mời quay về. Không vội, không vội, Phượng Vũ đại nhân, tôi còn có lời nói với thần tử đại nhân. Thần tử đại nhân, à, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, nhưng trong lòng Tinh vẫn luôn có vị trí của anh. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh chắc chắn là một người đặc biệt. Lôi ra ngoài. Thần tử đại nhân, anh nghe tôi nói đi, nghe tôi giải thích. Không ngờ Diệp Hạo Thiên đúng là thần tử thật. Tinh Lan, mau đi tìm anh ấy, năn nỉ đi. Hai người là vợ chồng nhiều năm như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho cô. Nếu là Diệp Hạo Thiên trước đó thì có thể như vậy thật, nhưng lần này anh ấy cho thấy anh ấy đã khác xưa. Alo bố. Tinh Lan, sao rồi? Đã lấy được quyền thừa kế tài sản nghìn tỷ chưa? Không có. Sao? Sao lại thế này? Bố, chuyện này dài dòng lắm. Không ai ngờ Diệp Hạo Thiên lại là ám minh thần tử. Cái gì? Con bảo Diệp Hạo Thiên là thần tử ư? Thế này nhé, con hãy đến biệt thự số 9 Kim Thế Hà. Chúng ta bàn bạc từ từ. Biệt thự số 9 ư? Đúng vậy, có một nhân vật lớn đến từ Thượng Kinh, có thể giúp nhà họ Cố chúng ta. Người đó đang ở biệt thự số 9. Nhân vật lớn đến từ Thượng Kinh sao? Chị đến rồi sao? Bố, nhân vật lớn mà bố bảo có thể giúp nhà họ là ai vậy? Đúng, hỏi bố cũng không trả lời. Cứ giữ bí mật. Không, bố cũng không biết là ai. Là người đó liên hệ bố, bảo có thể giúp nhà họ Cố chúng ta trở thành gia tộc đứng đầu đại hạ. Gia tộc đứng đầu ư? Vậy thì mau vào nào. Làm gì vậy à? Người anh em là nhân vật lớn bảo chúng tôi đến. Làm phiền cậu thông báo một tiếng, là người nhà họ Cố nhỉ? Đúng, chủ công đợi các người lâu lắm rồi. Mời vào. Đây chẳng phải là một lão già sao? Là nhân vật lớn gì chứ? Ơ, to gan, dám bất kính với Tư Quốc tướng đại nhân. Ngài chính là Tư Quốc thống đại nhân. Cậu của Quốc thống hiện tại có quyền lực chỉ dưới một người. Thôi sao? Mau quỳ xuống, quỳ xuống. Không sao. Hôm nay tôi bảo mấy người đến là muốn nói cho mấy người biết một việc. Tôi có thể giúp nhà họ Cố vực dậy lần nữa, trở thành thế gia đỉnh cấp của đại hạ. Nhưng tôi có một điều kiện. Mấy người phải cho tôi một thứ. Đại nhân cứ dặn dò, nhà họ Cố chắc chắn sẽ dốc hết sức để báo đáp đại nhân. Tôi cần thận của Trương Sở Lan, vợ của ông Hà. Cái gì? Ngài cần thận mẹ tôi ư? Đúng vậy, bác sĩ nói với tôi đang là giai đoạn cuối của ung thư thận, cần đổi thận mới sống tiếp được. Đại nhân, với bản lĩnh của ngài, đừng nói là một quả thận,
dù cần 100 quả thận cũng không phải việc khó gì, sao lại cần thận của vợ tôi vậy? Nguồn thận không khó để kiếm, nhưng muốn tìm thận tốt thì rất khó. Khi vợ ông còn trẻ, là bạn thân với phu nhân nhà họ Diệp. Diệp phu nhân xuất thân thế gia Dược Vương, từng cho phu nhân của ông uống từ kim đan được điều chế riêng. Cho nên, sức khỏe của phu nhân ông rất tốt, là cơ thể từ kim Phượng Hoàng hiếm thấy. Thận của cô ấy là thận tốt nhất thế giới này. Phu nhân nhà họ Diệp ư, cũng là mẹ của Diệp Hạo Thiên. Đương nhiên rồi, tôi cũng không để mấy người hy sinh không công. Đây là hợp đồng 10 tỷ. Nếu các người đồng ý, tôi sẽ giúp nhà họ Cố trở thành gia tộc chí tôn của Vinh Thành lẫn Đại Hạ. Mấy người cứ từ từ suy nghĩ đi. Bố thật sự muốn dùng hợp đồng để đổi thận mẹ con ư? Tinh Lan, chị, nó có giá trị 10 tỷ đấy. Chúng ta dùng thận của mẹ đổi lấy nó. Lời nhiều cực kỳ đấy. Đúng thế, Tinh Lan. Con xem, chúng ta có 10 tỷ này. Tương lai của nhà họ Cố chúng ta, thậm chí là 18 đời con cháu, cũng sẽ vinh hoa phú quý. Điều then chốt là gì? Chỉ lấy một quả thận của mẹ con sẽ không ảnh hưởng tính mạng đến mẹ con đâu. Nhưng bố à, nhưng nhị gì chứ? Tinh Lan, điều mà con muốn từ trước đến giờ chẳng phải là muốn nhà họ Cố phát triển hơn sao? Cơ hội này đang ở trước mặt con, chẳng lẽ con muốn nhưng cho người khác sao? Được, vậy bây giờ con sẽ gọi. Thế nào? Bố, mẹ con không nghe máy. Không ai nghe sao? À, em nhớ ra rồi, sáng nay mẹ còn bảo sẽ đi tìm tên phế vật Diệp Hạo Thiên. Diệp Hạo Thiên ư? Này, lúc nãy chẳng phải con nói với bố Diệp Hạo Thiên là ám minh thần tử gì sao? Nếu để cậu ta biết chúng ta muốn lấy một quả thận của mẹ cậu ta thì sẽ toi đấy, ám minh thần tử. Hừ, thần tử đang dẫn lính đánh trận ở Bắc Vực, sao có thể ở Vinh Thành chứ? Nhưng đại nhân à, hôm nay chính tai tôi nghe thấy Phượng Vũ đại nhân gọi Diệp Hạo Thiên là thần tử. Chắc chắn là thần tử, vì không muốn lộ hành tung nên đã dùng chiêu dương đông kích tây, tìm người giả làm bản thân, sau đó tung tin bản thân đã đến Vinh Thành. Mục đích là để trốn tránh người ám sát mình. Phượng Vũ đại nhân, Tiền Tuyền đưa tin về, thần tử đại nhân dẫn lính công phá 8 tòa thành của Oa Động. Trận chiến đầu đã kết thúc, thần tử không phải ở ngay đây sao? Sao có thể dẫn lính đi chiến đấu chứ? Hèn gì. Cho nên vì Diệp Hạo Thiên trông giống thần tử nên mới bị xem như người thế thân. Hừ, tôi đã nói mà, Diệp Hạo Thiên sao có thể là ám minh thần tử. Đi nào, đi cùng bố, đi tìm mẹ con về. Ừ, tôi chỉ ông thời gian một ngày. Cần phải dẫn người đến tầng hầm của bệnh viện Phú Hoa, để mấy người ra tay tiện hơn. Tôi sẽ cử thuộc hạ để giúp mấy người một tay. Cảm ơn đại nhân. Anh Diệp, Vân tiểu thư, cảm ơn lần này anh giành được quyền thừa kế 1000 tỷ, đây đều là điều cô xứng đáng nhận. Cái này anh nhận lấy đi. Vân tiểu thư, cô đang trong thẻ có 5 triệu. Rất cảm ơn lần này anh giúp tôi giành được quyền thừa kế. Vân tiểu thư, cô nghĩ ám minh thần tử sẽ thiếu 5 triệu này sao? Anh Diệp, ở trước mặt tôi, anh không cần ngụy trang đâu. Tôi đã cho người điều tra rồi, thần tử đang dẫn binh lính đánh trận ở Bắc Vực, cho nên anh chắc là thế thân của thần tử nhỉ? Vân tiểu thư, dù có ra sao đi nữa, lần này có thể lấy được quyền thừa kế, chắc chắn là anh đã nói giúp tôi ở trước mặt thần tử. Cho nên anh cứ cầm lấy đi, bây giờ tôi sẽ báo tin cho ông nội biết. Tôi đi đây. Thần tử, Vân tiểu thư đã hiểu lầm mất rồi. Ban đầu trước khi tôi đến Vinh Thành để an toàn, tôi đã tung tin bảo mình đang đánh trận ở Bắc Vực, không ngờ lại để họ hiểu lầm. Không sao, Phượng Vũ giúp tôi đặt bàn ở nhà hàng cao cấp nhất Vinh Thành. Tôi đã hứa với mẹ nuôi là phải ăn cơm với bà ấy. Chuyện gì thế này? Mẹ nuôi trước giờ không phải hay đi muộn. Này, nghe nói gì chưa? Trước cửa nhà hàng chúng ta đã xảy ra tai nạn, một người phụ nữ ngồi xe lăn đã bị tông. Mẹ nuôi, bà bị mù à? Hả, không thấy xe tôi đi ngang nơi này à? Đâm vào xe tôi phải đền tiền. Xin lỗi, xin lỗi, là anh đâm vào tôi trước mà, tôi đâm bà ư? Dù là tôi đâm bà cũng phải đền tiền. Xin lỗi, còn bị què nữa chứ. Mau đền tiền đi, nếu không tôi bán cô đến miến điện đấy, có tin không? Này, thả tôi ra. Đứng dậy, Hạo Thiên, Hạo Thiên. Thả tôi ra, tránh ra. Mẹ nuôi không sao chứ? Hạo Thiên, mẹ không sao. Rốt cuộc là sao thế này? Hừ, chuyện gì ư? Là bà ta bị mù, đâm vào xe tôi,
mau bắt bà ta đi. Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Hạo Thiên, đừng dây dưa với anh ta, chúng ta báo cảnh sát. Anh ta vượt đèn đỏ, anh ta mới là người sai. Nói gì vậy? Anh uống rượu rồi sao? Ừ thì sao? Thì sao? Rượu Lafite 582. Ha ha, mấy đứa nghèo như mày, uống không nổi đúng không? Hả? Uống rượu rồi lái xe. Anh có xem mạng người ra gì không? Mạng người? Mày biết bố tao là ai không? Hả? Thành chủ Vinh Thành, Lý Thế Học. Dù đâm chết bà tao, hoặc là 12-100 người, tao cũng bền nổi. Á? Lý Thế Học, mau đến đường số 5 của Vinh Thành, dạy lại con ông đi. Mày dám động vào tao à? Hạo Thiên, Hạo Thiên, con đã đánh con trai thành chủ, con mau chạy đi, rời khỏi Vinh Thành, muộn rồi sẽ không kịp. Con rời khỏi Vinh Thành ư? Hôm nay tao sẽ bắt mày chết ở đây. Alo, tao đã bị người ta đánh, qua đây chặt tay nó cho tao, mau lên. Chết tiệt, cái thằng chó này. Ai vậy? Là ai dám chống đối anh Thiên? Là thằng này, đánh chết nó cho tao. Là thằng này sao? Sợ rồi đúng không? Tao cho mày cơ hội cuối. Một là trả 2 triệu tiền sửa xe, hai là quỳ xuống liếm sạch nước bọt của tao, tao sẽ tha cho mày. Còn ngây ra làm gì? Ta thứ đến từ miệng chó thì phải để chó liếm chứ. Còn ngây ra làm gì? Đánh chết nó đi. Còn ngây ra làm gì? Đánh nó đi. Tất cả dừng tay lại cho tao. Bố, bố, bố. Cái thằng chó này, đừng gọi tao là bố. Cậu Diệp không sao chứ? Bố, sao bố gọi nó là cậu Diệp? Sao chúng ta, mau quỳ xuống. Dập đầu xin lỗi cậu Diệp đi. Bố nhìn đi. Con, quỳ đi. Có biết, bây giờ có vô số tên lửa đang nhắm vào nhà họ Lý không? Nếu mày không xin lỗi, một khi tên lửa phóng đi, thì nhà họ Lý sẽ toi đấy. Tên lửa ư? Công chúa, 100.000 quả tên lửa đã nhắm chuẩn vào nhà họ Lý. Tốt quá đi mất. May là bổn công chúa có tai mắt ở Vinh Thành. Mau đi nói cho Lý Thế Hảo biết, nếu trong vòng 3 phút không thấy con ông ta quỳ xuống xin lỗi anh Hạo Thiên thì 100.000 quả tên lửa sẽ được phóng đi ngay. Vâng. Thành chủ, có điện thoại này. Alo, truyền lệnh của công chúa, trong vòng 3 phút nếu con trai ông không xin lỗi cậu Diệp thì 100.000 quả tên lửa sẽ phóng đi ngay. Bắt đầu đếm ngược. Đồ khốn, không còn thời gian nữa. Mày xin lỗi cậu Diệp. Mau xin lỗi đi. Mau xin lỗi đi. Cậu Diệp, lúc nãy tôi không biết là cậu Diệp đã đắc tội cậu và mẹ nuôi. Chúng tôi xin lỗi cậu. Mong cậu tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi. Mẹ nuôi, lời xin lỗi của họ, mẹ hài lòng chứ? Hạo Thiên, được rồi. Người ta là thành chủ đấy. Đủ rồi Lý Thế Hảo. Dẫn con ông về, dạy dỗ thật tốt đi. Nếu có chuyện như thế xảy ra nữa thì tôi không tha cho ông đâu. Đi nào mẹ nuôi. Cậu Diệp, đi cẩn thận. Cái thằng ngu này, suốt ngày gây chuyện. Bố, con. Mẹ nuôi, ăn cơm thôi. Hạo Thiên, nhà hàng này không rẻ đâu nhỉ. Mẹ nuôi à? Con có tiền mà, hôm nay con mời mẹ ăn. Hạo Thiên, con lấy đâu ra tiền thế? Lúc nãy thành chủ còn khách sáo như thế. 5 năm vào tù, con đã trải qua cái gì? Chúng ta không thể làm mấy chuyện phạm pháp được đâu. Mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi. Thực ra con luôn muốn nói mẹ biết thân phận của con. Thân phận thật của con. Mẹ, cuối cùng cũng tìm được mẹ rồi. Trong nhà có việc, mau về với con đi. Cái gì? Trong nhà có chuyện gì? Đưa bà ấy đến bệnh viện lấy thận, đổi lấy hợp đồng 10 tỷ. Nhà họ Cố sẽ phát tài. Quay về là bà sẽ biết thôi. Mau đi nào. Đợi chút đã. Đợi đã. Diệp Hạo Thiên, anh muốn làm gì? Tôi ăn cơm với mẹ nuôi. Mấy người không nói không rằng, xong vô dẫn bà ấy đi, là có ý gì? Nực cười, anh còn có mặt mũi mời mẹ tôi ăn cơm mà. Tôi biết hết rồi, anh không phải thần tử gì, mà là thế thân của thần tử thôi. Sao? Bị lật tẩy nên không biết nói gì à? Giá cả của nhà hàng này, chắc anh không chi trả nổi đâu nhỉ? Ăn bám moi tiền phụ nữ còn chưa đủ, ăn cơm mà còn muốn mẹ tôi trả tiền à? Loại nhà hàng như thế, Diệp Hạo Thiên tôi vẫn còn trả nổi. Đúng vậy, Tinh Lan, Hạo Thiên đã nói sẽ mời mẹ ăn cơm, với cả nó còn bắt thành chủ. Mẹ, sao anh ta nói gì mẹ cũng tin thế? Loại phế vật như anh ấy chỉ biết nói dối, sao mà trả nổi tiền cho bữa cơm này? Nếu mẹ tin anh ấy lần nữa thì sẽ bị lừa đấy. Cố Tinh Lan, đến bây giờ cô vẫn không tin tôi. Hôm nay cô đứng đây nhìn thật kỹ, Diệp Hạo Thiên tôi
rốt cuộc có trả nổi hay không. Thằng kia, hôm nay tao muốn xem thử trong cái thẻ này của mày có bao nhiêu tiền. Nhân viên, thanh toán. Anh ta trả. Chào anh, hóa đơn là 3.800.000. Cái gì, hơn 3 triệu ư? Thôi Diệp Hạo Thiên, bây giờ tôi có không việc. Tính toán với anh, bữa cơm này tôi sẽ mời, sau này đừng như thế nữa. Không cần. Quẹt thẻ. 3.800.000, quẹt thẻ thành công. Trong thẻ thằng này lại có hơn 3 triệu thật sao? Tao biết rồi, đây cũng là thẻ của tập đoàn Kim Huy. Vân Phi Tuyết tiểu thư, chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Kim Huy sao? Tấm thẻ này chắc chắn là cô ấy đúng không? Anh. Không hay rồi, cầm nhầm rồi. Tôi biết mà, tôi quả nhiên không nhìn nhầm anh, Diệp Hạo Thiên. Vào đi. Mày rốt cuộc là ai? Tham kiến ám minh thần tử. Tham kiến ám minh thần tử. Nói. Rốt cuộc là ai phái các người đến đây? Muốn biết à? Vậy để kiếp sau đi. Thần tử, hắn đã uống thuốc độc tự tử rồi. Trông có vẻ thần tử giả mà hắn đã sắp đến rồi. Công chúa e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Phượng Vũ, điều chỉnh nhân mã. Cùng tôi đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Tôi muốn đích thân điều tra ra hung thủ thật sự sát hại cả nhà họ Diệp. Vâng. Hôn lễ đã đến giờ cử hành rồi. Tại sao thần tử đại nhân còn chưa đến chứ? Thần tử đại nhân đến. Tham kiến thần tử đại nhân. Bố, đây chính là thần tử đại nhân à? Sao con lại cảm thấy khí chất hèn hèn sau đó? Ây ây, cơm mùng vào, thần tử đại nhân mà cũng dám bình luận. Không cần mạng nữa hả? Sao lại cảm thấy thần tử so với trí tưởng tượng của mình không giống là mấy? Đứng hết lên đi, tạ thần tử đại nhân. Công chúa của tôi đã đợi lâu rồi. Nào, bắt đầu hôn lễ của chúng ta thôi. Buông tay. Ừm. Công chúa, tôi khuyên cô nên phối hợp đi. Quốc thống đã gả cô cho tôi rồi, thì cô chính là con vợ nhỏ của tôi. Đừng có diễn trò cười ở trên lễ đường. Ha ha ha. Công chúa và thần tử đại nhân thật là tỉnh bể bình. Ha ha ha. Đúng đó, tôi coi mà phát ngại dùng luôn á. Công chúa, chúng ta đi thôi. Mọi người đợi không nổi rồi. Hãy bắt đầu hôn lễ của chúng ta thôi nào. Hôn lễ của cậu và cô ấy, tôi không đồng ý. Anh Hạo Thiên, Diệp Hạo Thiên. Diệp tiên sinh, anh đến rồi. Hạo Thiên, con không sao chứ? Quá tốt rồi, mẹ nuôi. Vân tiểu thư, tôi nói rồi, tôi không sao cả. Diệp Thiên Hạo, anh vẫn chưa chịu đăng xuất sao? Sao hả? Các người thất vọng lắm nhỉ? Anh Thiên Hạo, ây, loại người này sẽ làm cô bị thương máu. Tôi biết rồi, Diệp Thiên Hạo, cậu nhất định là vượt ngục ra khỏi đây. Thần tử đại nhân, ngài còn không mong phái người bắt cậu ta lại. Người đâu? Bắt hắn lại cho tôi. Muốn làm gì? Diệp Thiên Hạo, đây là hôn lễ của thần tử, anh có thể đừng gây náo loạn nữa được không? Vượt ngục là tội trước, anh mau chóng quay về nhận tội đi. Diệp Thiên Hạo, tôi làm việc. Ai dám định tội tôi chứ? Được lắm. Mày muốn tìm đường vào hòm sao? À à á. Diệp Thiên Hạo, anh tiễn thần tử vô hòm rồi. Ồ ồ, xong rồi, hu hu, xong rồi. Thần tử bị cho đăng sức ở Dung Thành. Dung Thành của chúng ta xong rồi, không chỉ có Dung Thành. Một khi thần tử ra đi, biên cương không có người trấn thử, đại hạ cũng đi đời rồi. Người giả mạo tôi đã biến mất. Tôi mới chính là thần tử thật sự. Có tôi ở đây, đại hạ sẽ không bị diệt vong. Có cậu á? Cậu là thứ chó má gì? Đại hạ bởi vì có cậu, đó mới chính là bi ai của đại hạ. Tôi nói rồi, tôi mới là thần tử thật sự. Diệp Hạo Thiên, đã đến lúc nào rồi? Anh có thể đừng bốc phét nữa được không? Anh làm việc phải nghĩ đến hậu quả chứ. Cho dù anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ tôi chứ. Bà ấy bị anh hại chưa đủ sao? Tinh Lan, đã đến lúc nào rồi? Mẹ còn ở đây nói đỡ cho anh ta. Diệp Hạo Thiên, anh nếu là một người đàn ông, hôm nay mau cút khỏi đây đi, nói với tất cả mọi người. Nhưng chuyện anh làm không liên quan đến chúng tôi. Anh Hạo Thiên, anh đừng nghe lời cô ta nói bậy. Bố em thay anh gánh. Đúng đó Diệp tiên sinh, nhà họ Vân tôi cũng sẽ giúp sức vì anh, có trả giá bằng mạng sống cũng không hối tiếc. Được. Đến bây giờ tôi mới biết ai mới là người tốt với tôi. Mà từ đầu đến đuôi, người không tin tưởng tôi, nói thì văn vở,
nhưng chưa bao giờ đứng về phía tôi. Suy xét cho tôi. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không đóng kịch nữa. Phong Vũ. Cung Nghênh Thần Tử hồi vị. Cung Nghênh Thần Tử hồi vị. Đứng lên đi. Phượng Vũ đại nhân, cô có phải nhận nhầm rồi không? Diệp Thiên Hạo anh ta chỉ là thế thân của thần tử. Hỗn láo, thân phận của thần tử đại nhân muôn phần tôn quý, tôi sao có thể nhận nhầm được? Không sai, chính là cảm giác này, chính là cảm giác thần tử trong lòng mình. Nhĩ Đẳng Kiếm Ngôn, còn không mau quỳ xuống bái kiến thần tử đại nhân. Hạo Thiên, ồ không, thần tử đại nhân, ờ không, ý của tôi muốn nói thật sự là thần tử đại nhân sao? Thì ra anh Hạo Thiên thật sự là thần tử đại nhân. Biết sớm như vậy em đã bỏ trốn khỏi hôn lễ rồi. Diệp Hạo Thiên lại thật sự là thần tử. Tinh Lan, điều này không phải tương đương với việc cậu ly hôn với thần tử. Một bước đá bay thần tài đi rồi sao? Thần tử. Anh thật sự là thần tử. Cố Tinh Lan, tôi đã từng nói với cô rồi. Tôi là sự tồn tại mà cô không thể quên được. Sẽ có một ngày, cô sẽ vì những chuyện mà mình đã làm trả một cái giá thật đắt. Tôi đã tự tay đẩy đi thần tử sao? Thì ra kẻ ngu dốt nhất lại là chính bản thân. Hạo Thiên, sao con lại là thần tử chứ? Mẹ nuôi, lúc trước không nói thân phận cho mẹ biết là sợ đem đến phiền phức cho mẹ. Bây giờ Diệp Thiên Hạo con nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Thật là một tiết mục đặc sắc, ha ha ha. Tư Quốc tướng đại nhân. Diệp Hạo Thiên, mày nghĩ Đồ Long kiếm có thể kết liễu được tao sao? Nhà Đằng Long, ông quả nhiên chưa chết. Nhà Đằng Long, ông quả nhiên chưa chết. Mày nghĩ Đồ Long kiếm có thể kết liễu được tao sao? Mày không thể ngờ được tao không giống với người bình thường. Tim của tao không ở bên trái, mà là ở bên phải, ha ha ha. Cho nên ông mới chính là hung thủ phía sau sát hại nhà họ Diệp tôi năm đó. Không sai. Năm đó nhà họ Diệp đang là một danh gia vọng tộc hùng mạnh, lại còn phát hiện ra tao cấu kết với ngoại tộc, có cả bằng chứng mưu phản của tao, chuẩn bị báo cáo với nhà nước. Vậy thì đừng trách tao máu lạnh vô tình. À ha 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 ha. Năm đó ông diệt cả nhà tôi, hôm nay tôi sẽ thay cha mẹ báo thù. Báo thù sao? Ha ha ha. Mày báo thù kiểu gì? Tao giả chết ẩm nấp đến bây giờ, mục đích là vì ngày hôm nay. Bây giờ tao đã phong tỏa toàn bộ tin tức ở Dung Thành này rồi. Chỉ cần hôm nay tao diệt hết tất cả người nào đang có mặt tại ở đây, sau đó truyền tin ra ngoài, mọi chuyện đều do Diệp Hạo Thiên mày làm ra. Thế là tất cả bí mật của tao chẳng phải là không có ai biết được nữa sao? A ha ha. Đại nhân, ông không thể diệt chúng tôi vẫn luôn là người của ông mà. Đúng thế. Tư Quốc tướng đại nhân, chúng tôi nghe lời ông nói gì làm đó. Cả tôi nữa, Tư Quốc tướng đại nhân, ông mau tiêu diệt tên Diệp Hạo Thiên đó đi, một bầy chó phản chủ. Ông cậu à, sao ông lại làm như vậy? Tại sao ư? Vì Nhạc Đằng Long tao đã cần cù cống hiến cho đất nước mấy chục năm nay. Vị trí làm chủ đất nước phải là tao đây này. Diệp Hạo Thiên, giờ đây mấy kẻ thuộc hạ cũ của mày đang nằm trong tay tao. Nếu như không muốn bọn chúng tiêu tan, vậy mày phải quỳ xuống cúi đầu cầu xin tao, sau đó phải theo lời tao mà làm. Tao sẽ tha cho mày một mạng. Ông chắc chắn những người này thật sự nằm trong tay ông sao? Ừ. Đại nhân, không ổn rồi, người của chúng ta mới truyền tin đến, người của nhà họ Diệp đã được cứu đi rồi. Cái gì? Nhạc Đằng Long. Nhạc Đằng Long. Nhạc Đằng Long, ông hãm hại cả trăm mạng người của nhà họ Diệp. Hôm nay tôi phải lấy máu tươi của ông để an ủi linh hồn của lão gia phu nhân dưới suối vàng. Diệp tiên sinh đã có dự liệu, biết ông sẽ dùng thuộc hạ cũ của nhà họ làm con tin, nên tôi đã sắp xếp người từ lâu cứu bọn họ ra rồi, ha ha. Chỉ dựa vào bọn mày cũng muốn đánh bại thực lực của tao sao? Pháp thuật của tao là đẳng cấp nhất. Hơn thế nữa, ngoài kia đang chờ sẵn hơn 100.000 cao thủ mà tao đã chiêu mộ đến đây, chỉ dựa vào bọn mày cũng muốn đối đầu với tao sao? Ha ha. Diệp Hạo Thiên, sao thế? Sợ rồi à? Còn không mau quỳ xuống, cúi đầu nhận sai với Tư Quốc tướng đại nhân. Nói không chừng Tư Quốc tướng đại nhân nhất thời rộng lượng từ bi, tha cho cậu cái mạng chó đó. Nào, quỳ xuống để làm gì? Như này đi, Diệp Hạo Thiên, chỉ cần thần tử mày bước ra cửa trước toàn bộ 100.000 đại quân ngoài kia, hét to 3 tiếng, tôi là con chó của Nhạc Đằng Long,
Vậy thì tao sẽ tin vào lòng trung thành của mày. Tao sẽ tha mạng cho mày. Với cả mấy lũ thuộc hạ của mày. Được lắm, ý này hay, vẫn là đại nhân có ý kiến hay. Diệp Hạo Thiên, mày còn không mau làm theo. Ông chắc chắn muốn làm vậy chứ. Lòng nhẫn nại của tao có giới hạn, mau làm đi, ám minh thần tử. Được. Anh Hạo Thiên. Hư hứ. Thiếu gia, Diệp tiên sinh, hư hứ. Gì mà ám minh thần tử chứ. Từ đầu đến cuối vẫn là chú chó cưng của tao mà thôi. Ha ha ha. Diệp Hạo Thiên, tôi cứ nghĩ anh trở thành ám minh thần tử rồi sẽ không giống trước kia nữa. Không ngờ rằng anh vẫn như vậy không thay đổi, tham sống sợ chết, nhẫn nhịn nhục nhã. Diệp Hạo Thiên. Diệp Hạo Thiên. Diệp Hạo Thiên, quả nhiên là tôi nhìn lầm anh rồi. Ha ha ha, này, Tinh Lan, không phải lúc trước tôi nói với cô rồi sao? Chúng ta không nhìn lầm người. Diệp Hạo Thiên đó, cứ coi như đã thành ám minh thần tử. Cũng vẫn là một tên phế vật. Không thể nào. Anh Hạo Thiên, không phải là loại người tham sống sợ chết. Không phải tham sống sợ chết sao? Chắc bây giờ anh ta sủa tiếng chó. Không ngừng nghỉ rồi nhỉ? Ha ha ha. Sao nào học tiếng chó sủa? Học được chưa? Trăm nghìn đại quân đã bị diệt sạch. Không thể nào, sao có thể chứ? Nhạc Đằng Long, hôm nay tôi sẽ dùng cái mạng này của ông để cúng tế hàng trăm linh hồn trên trời dưới đất. Ông đã làm nhiều chuyện ác. Ông trời không trừng phạt ông thì để tôi. Bố. Mẹ. Con đã báo thủ cho hai người. Hai người dưới suối vàng. Có thể yên nghỉ rồi. Thần tử đại nhân đúng là khí phách dũng mãnh, một mình có thể đánh bại hàng trăm nghìn đại quân. Nay tên lão tặc này đã thiệt mạng, đại hạ ta có ánh sáng trở lại rồi. Đúng thế thần tử đại nhân, đúng thế. Người đâu? Lôi ba con chó bợ đít chủ này. Đày đi đến chiến trường phía bắc làm tay sai. Để bọn họ nếm trải thử mùi vị khổ sở. Đừng mà, xin tha mạng. Đừng, a ha. Cung nghênh thần tử quý vị. Cung nghênh thần tử quý vị. Diệp Hạo Thiên. Cung nghênh thần tử quý vị. Cung nghênh thần tử quý vị. Diệp Hạo Thiên. À, không phải. Thần tử đại nhân, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện lúc trước là tôi sai. Tôi biết anh trách tôi hận tôi. Có gì anh có cứ nhắm vào tôi. Tôi xin anh, hãy tha cho người nhà tôi. Được không? Trách cô. Hận cô. Cố Tinh Lan, cô nghĩ nhiều rồi đó. Cô bây giờ trong mắt tôi còn không bằng một con kiến nữa. Nể mặt mẹ nuôi tôi. Tôi không hại người nhà cô. Nhưng tôi hy vọng cô nhớ rõ, chúng ta từ nay sẽ thành người dưng nước lã. Hạo Thiên, cô gọi tôi là gì cơ? Là thần tử đại nhân. Diệp tiên sinh, tôi không ngờ anh thật sự là ám minh thần tử. Với thân phận của tôi bây giờ, căn bản không xứng đáng với anh. Nhưng anh cần tôi vẫn có thể thành người phụ nữ của anh. Cô nằm mơ đi, anh Hạo Thiên là của tôi. Anh Hạo Thiên, chúng ta tiếp tục kết hôn thôi. Thần tử có tin tức truyền đến. Đại quân Nhật Bản đã đánh phá biên giới, đang hướng đến phía đại hạ chúng ta. Nhật Bản? Ai cho bọn chúng lá gan lớn vậy? Anh Hạo Thiên, thế hôn lễ của chúng ta thì sao? Ưu tiên chuyện đại sự, sao có thể để tâm chuyện trai gái? Phi Tuyết, Phán Nhi, mẹ nuôi, mọi người ở đây đợi con, chiến thắng trở về. Quân tướng nghe lệnh. Có, theo tôi hướng về phía biên cương, chiến đấu với quân giặc bảo vệ đại hạ. Vâng.